Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay rất vui khi chúng ta tiếp tục được chào đón đến kênh một người tác giả mới, tác giả Cao Hải Yến. Và người tác giả này sẽ đem lại cho chúng ta một câu chuyện về chủ đề gì có hấp dẫn hay không. Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe toàn bộ câu chuyện kéo dài 1 tiếng 45 phút ngay sau đây nhé. đang đốt cơm cho đứa cháu trai trong nhà Thì bà Hà nghe có người gọi vọng từ ngoài ngõ vào Bà Hà ơi Ra mà đưa xác con dâu về kia Còn Thúy nó bị tàu cán chết rồi Ai đó Ai gọi gì đó vào đây đi Nói ở ngoài đó tôi nghe không có rõ Có gì vào nhà rồi nói Bà Nhanh Khẩn trương ra ngoài chỗ đường tàu mau đi Còn Thúy nó bị tàu cán chết rồi Đứa nào mà đùa ác vậy bay Nói tầm bậy tầm bạ ta chửi cho bây giờ Trời ơi đùa gì bà Ai mà đệ đem chuyện chết chóc ra mà đùa dỡn Bà ra đi nhanh đi Người ta bu đông ở ngoài đó rồi Chén cơm bà Hà đang cầm trên tay Bỗng rơi xuống nghe cái choảng Bà vội bồng thằng tí chạy sang nhà hàng xóm nhờ trông giùm để bà chạy ra đường tàu, nơi mà người ta vừa báo cho bà hay là con dâu bà gặp tai nạn chết ở đó để xem thực hư như thế nào. Vừa ra đến nơi, bà đã thấy rất đông người đứng gần đường tàu, chỉ trỏ bàn tán. Bà rẽ đám đông lao thẳng vào để kiểm chứng thực hư người nằm đó có phải là con dâu của bà hay không. Dù trên đường từ nhà chạy ra đây, miệng bà luôn lẩm bẩm cầu xin trời Phật cho những gì bà nghe thấy không phải là sự thật. Thế nhưng khi bà vào đến nơi, thì hai chân bà không còn đứng vững được nữa Bà ngồi bệt xuống đất cứ thế mà gào mà khóc Vì trước mặt bà bây giờ là thi thể của con dâu bà Đã được mọi người rời đặt sang bên cạnh của đường ray Dù mặt mũi và cơ thể có nhiều chỗ bị tàu cán nát Máu thịt nội tạng hòa quẹn vào nhau Khiến cho những người yếu bóng vía không dám lại gần để đứng xem Nhưng bà vẫn nhận ra đó là con dâu của mình Qua bộ đồ cô đang mặc Và bên cạnh đó là chiếc xe quay tàu cũ Bên trên còn chở mấy cái thùng xốp và mấy cái sọt cô vẫn dùng để đựng trái cây đi chợ. Trái cây lúc này đổ vung vãi khắp mọi nơi. Bà cứ ngồi đó mà khóc, mà gọi tên cô khiến cho những ai đang chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Vì họ biết dù bà và cô chỉ là mẹ chồng nàng dâu, nhưng bà thương cô còn hơn con ruột của mình. Và cô cũng vậy, rất yêu thương và hiếu thảo với bà. Thủy ơi là Thủy, Sao còn nỡ bỏ mẹ bỏ chồng bỏ con mà đi vậy hả con Thế rồi đây ai sẽ chăm lo cho thằng Tý đây hả con Thằng Tý nó còn nhỏ dại lắm con ơi Nó đâu đã biết cái gì đâu Mà con nỡ bỏ nó mà đi vậy con Ông trời ơi là ông trời Sao ngày này nỡ cướp nó đi vậy hả ông trời Con ơi là con Bà cứ ngồi đó hết kêu con rồi lại kêu trời cho đến lúc có mấy bà hàng xóm lại dẫn bà ngồi sang một bên để cho những người khác phụ giúp đưa thi thể của chị về nhà vì giờ này trời cũng đã tối khoảng hơn mười giờ tối ngày hôm đó tâm chồng cô đang đi làm trên thành phố nghe tin cũng đã về đến nơi để lo hậu sự cho vợ và gia đình của cô sau khi nghe tin dữ cũng đã có mặt đông đủ lúc này trong nhà bà hà những tiếng khóc đau thương xót con xót chị xót gì cứ vang lên nghe đến não ruột thằng tý lúc này còn quá nhỏ để có thể biết được chuyện gì đang xảy ra với mẹ nó nó vẫn cứ cười đùa vui vẻ với mọi người thỉnh thoảng như sực nhớ nó lại khóc đòi mẹ nó vẫn cứ tưởng mẹ nó đi chợ còn chưa về nên nó cứ đòi bà nội dẫn ra ngoài cửa để chờ đón mẹ đi chợ về mà nó đâu có biết là người đang nằm trên chiếc giường đặt ngay giữa nhà đang được cái chiếu đắp từ đầu đến chân kia là mẹ nó đâu. Khiến cho những người đang có mặt không cầm được nước mắt mà thương cho thằng bé mấy tí tuổi đầu đã sớm mồ côi mẹ. Đến sáng ngày hôm sau theo giờ lành mà thầy cúng được gia đình mời về để lo đám tang cho người đã khuất, nghiên cứu kỹ lưỡng đưa ra. Mọi người đang tắm rửa thay quần áo mới cho cô để chuẩn bị làm lễ nhập quan. Xong đầu đó, người ta mới trải một tấm vải lớn bên cạnh một tấm chiếu mới chạy ngay bên dưới chiếc quan tài trong quan tài đã được người ta chạy đều rất nhiều trà ở phía dưới ngay dưới tấm vải người ta đặt ba chiếc đai bằng vải ở vị trí bắp chân mông và vai sau đó người ta đặt thi thể cô vào giữa tấm vải cho ngay ngắn sau đó có bốn người đàn ông anh em họ hàng tiến lại một người đứng ở vị trí đầu một người ở vị trí chân và hai người còn lại ở vị trí hai bên hông của người quá cố rồi họ cùng nhau cúi xuống Nắm lấy mép vải Rồi đồng loạt nâng lên một lượt Nhẹ nhàng đặt cô vào áo quan để khâm liệm Sau đó bắt đầu phát tang Và cáo phó cho người thân Và bạn bè gần xa đến thăm viếng cô Trong lúc mọi người đang tiến hành Mọi thủ tục để khâm liệm cho cô Thì ở đâu có một con bướm rất to Cỡ gần bằng hai bàn tay người lớn Trụm lại Bay đến đậu ngay trên di ảnh của cô lâu lâu lại bay vòng vòng trên gian phòng nơi mà thi thể cô đang nằm rồi lại bay về đậu lên di ảnh của người quá cố những người có mặt trong đám tang hay bất cứ ai quen biết cô và hay tin về cái chết thương tâm của cô đều thương tiếc cô bởi họ biết lúc sinh thời cô là người không làm ai phải mất lòng về mình chịu thương chịu khó làm ăn vui vẻ và hòa đồng với mọi người đã vậy cô lại là một cô con dâu rất hiếu thảo với mẹ chồng ngồi bên cạnh linh cứu của con gái mình mẹ cô khóc ngất lên ngất xuống nhiều lần người ta cố đưa bà vào trong nằm nghỉ nhưng bà một hai không chịu rời cô dù chỉ nửa bước vì bà biết rồi đây bà sẽ không bao giờ còn có cơ hội được ngồi bên cạnh cô nữa cũng giống như mẹ mình chị gái cô cũng không chịu rời cô cứ ngồi đó mà khóc thương cô ván số thường cháu còn nhỏ đã sớm mồ côi mẹ đã đến giờ tốt sau khi vị thầy cúng đã hoàn tất mọi thủ tục của lễ di quan thì có sáu người đàn ông tiến vào chia ra đứng hai bên linh cữu để chuẩn bị thủ tục di quan tiến đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng khi mọi người đã sẵn sàng thì vị thầy cúng lúc này trên tay cầm hai thanh gỗ nhỏ được làm nhẵn và quét sơn mài đen nháy đứng ngay phía đầu của quan tài mà hô lớn Tất cả nghe rõ đây Nghe một tiếng thì cúi xuống cho đều Vừa hô xong Thì ông liền dùng hai thanh gỗ nhỏ Đang cầm trên hai tay Mà đánh chéo vào nhau Nghe kêu cái cột Tất cả sáu người đàn ông đều cúi xuống Nghe hai tiếng thì chạm tay vào cho đều này Cột cột Cả sáu người đều chạm tay vào Phía dưới linh cữu Nghe ba tiếng thì nhấc lên cho đều này Cột 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 cả sáu người đều đồng sức nâng linh cữu lên nhưng lạ thay cái linh cữu lúc này nặng đến cả ngàn cân không thể nào nhấc lên nổi dù bình thường thúy là một người phụ nữ nhỏ con nặng còn chưa quá 50 cân vậy mà lúc này lại nặng đến bất thường thế vậy mọi người cố thử nâng lên thêm một lần nữa nhưng cố quan tài cứ nằm ỉ một chỗ không hề nhúc nhích thấy vậy vị thầy cúng mới gọi thêm hai thanh niên đứng gần đó vào phụ với họ để di quan nhưng kết quả là chiếc quan tài vẫn nằm im một chỗ lúc này vị thầy cúng mới ngoắc tay gọi tâm lại gần và nói nhỏ chắc là chị nhà còn nhiều điều lưu luyến với dương gian chưa muốn rời đi anh hãy lại gần quan tài mà cầu xin an ủi chị để chị yên lòng mà ra đi nhanh lên không lại quá giờ tốt bây giờ nghe vị thầy cúng nói vậy Tâm liền đi đến bên quan tài của vợ quỳ xuống mà cầu xin an ủi cô. Nhưng cho dù anh có nói, có xin cô thế nào đi chăng nữa, thì cố quan tài cũng không hề nhúc nhích. Thấy vậy, bà Hà mới bế thằng tí đến sát bên linh cữu của cô mà nói. Thủy ơi, mẹ biết là con vì lo cho thằng tí mà không nỡ rồi đi. Mẹ hứa với con là mẹ sẽ thay con lo lắng, chu toàn cho cháu. Nếu mẹ chết đi thì thôi, chứ mẹ còn sống ngày nào thì mẹ sẽ lo cho thằng Tí được đầy đủ ngày đó Nghe mẹ đi đi con An nghỉ đi con Nói xong Bà cũng cúi xuống lấy hai tay của thằng Tí Chụm lại Vái vái mấy cái và nói Lại mẹ đi con Lại mẹ cho mẹ yên lòng mà ra đi con ạ à. Khi bà vừa nói xong Vị thầy cúng mới ra hiểu cho mấy người đàn ông Nâng quan tài lên Thì lạ thay lúc này Chiếc quan tài trở nên nhẹ tánh và họ nhẹ nhàng đưa linh cữu của cô đặt vào xe rồng rồi cùng đoàn người hướng ra phía cánh đồng tiến cô về nơi an nghỉ cuối cùng sau đám tang của vợ mấy ngày thì tâm để thằng tý ở nhà nhờ mẹ chăm sóc và nấu cơm hàng ngày cúng cho vợ còn mình thì trở lên thành phố để tiếp tục công việc của mình thỉnh thoảng anh ghé về thăm mẹ và con trai thắp hương cho vợ rồi lại đi hôm đó là ngày cúng bốn mươi chín ngày cho thúy anh em họ hàng tập trung đến rất đông sau khi làm lễ cúng và ăn uống xong xuôi thì ai về nhà nấy tâm sau khi ăn uống xong cũng từ biệt bà hà và con trai rồi ra đi nhưng đến tối ngày hôm đó anh trở về nhà và còn dẫn theo một người phụ nữ đi cùng vừa bước chân vào nhà nhìn thấy bà hà cô đã nhanh miệng chào với một giọng nói không thể đong đưa hơn được nữa dạ con chào bác ạ à. ờ chào cô đáp trả lời chào của cô rồi bà đưa mắt qua nhìn con trai như dò hỏi không để mẹ phải đợi lâu tâm liền chỉ tay về phía cô và lên tiếng giới thiệu dạ giới thiệu với mẹ đây là hoa bạn gái của con cái gì anh vừa mới nói cái gì anh nói cô ấy là ai thấy mẹ hỏi lại mình với giọng khó chịu anh trả lời nhưng với giọng nhỏ hơn dạ cô ấy là bạn gái của con anh đang nói cái gì vậy hả? Anh có bị điên không đấy? Vợ anh mới chết được có 49 ngày mà anh đã dám dẫn người đàn bà khác về nhà vậy hả? Anh làm vậy mà không sợ có lỗi với vợ của anh à? Mẹ, Thúy cũng đã chết rồi mà con thì đang còn trẻ con, cũng cần có người bên cạnh chứ. Còn đâu thể sống mãi như vậy được. Tôi không có yêu cầu anh phải sống vậy cả đời, nhưng ít ra anh cũng phải chờ cho hết tang cái Thúy rồi anh muốn làm gì thì làm. Mẹ Con với Hoa yêu nhau thật lòng mà mẹ Sao mẹ lại không chấp nhận cho con với Hoa lấy nhau chứ Tôi không có nói là chấp nhận hay không chấp nhận Nhưng tôi nói rồi Anh phải chờ cho mãn tang cái thúy Rồi anh muốn làm gì thì làm Thấy mẹ của người yêu đang cay gắt Với lại thấy anh có vẻ đối lý Nên Hoa vội chen vào Dạ Con mong bác chấp nhận cho chúng con Con yêu anh tâm thật lòng Mà bác với lại tụi con yêu nhau cũng đã được mấy năm nay rồi đang nói đến đó cô biết mình đã lỡ lời nên cô dừng lại mà không nói thêm nữa bà hà nghe đến đây thì như nổi điên lên quay phát sang nhìn tâm mà nói lớn mấy năm rồi có thật vậy không hả tâm anh nói thật tôi nghe đi vậy là anh đã lén lút sau lưng vợ anh để qua lại với người đàn bà này mẹ thì con đi làm xa nhà cũng cần có người chăm sóc chứ con là đàn ông chứ đâu phải là đàn bà đâu mà lo được hết mọi việc vậy tại sao anh không chuyển về đây mà làm thì ra đây là cái lý do mà năm lần bảy lượt tôi với vợ anh kêu anh về dưới này làm cho gần nhà gần vợ gần con mà anh cứ lần lữa mãi không chịu về nói rồi không để cho tâm trả lời bà hà nói tiếp anh nói đi còn thúy nó có lỗi gì với anh mà sao anh lại đối xử với nó như vậy? Rồi đây tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ông bà thông gia, nhìn mặt mọi người nữa hả? Bố anh mất sớm, tôi một mình công cánh nuôi anh khôn lớn chỉ mong anh là một người sống đàng hoàng tử tế. Chứ tôi đâu có ngờ anh lại như vậy. Mẹ à, chỉ là con yêu hoa thôi, có gì là sai đâu mà mẹ nói như vậy. Anh làm vậy mà không có gì sai nữa hả? Đi, anh đi ra khỏi nhà cho tôi. Tôi không có mẹ con gì với anh nữa Thấy tình hình trở nên căng thẳng Hoa vội lên tiếng xin bà Hà Bác ơi con xin bác tha lỗi cho tụi con Còn với anh Tâm là yêu nhau thật lòng mà bác Đi Cả cô nữa Cả hai đi ra khỏi nhà cho tôi Cô nói là cô yêu con trai tôi Trong khi đó là cô thừa biết con trai tôi đã có gia đình rồi Cô vẫn cố tình chen vào Cũng là phận đàn bà với nhau mà cô nỡ đối xử với con dâu của tôi như vậy hả? Nói rồi, bà với tay cầm lấy cái chổi đang dựng gần đó mà quét đuổi cả hai ra khỏi nhà. Đi! Đi ra khỏi nhà tôi! Tôi không có chứa chấp cái loại người như anh chị trong cái nhà này. Và đối với tôi, chỉ có mỗi cái thúy là con dâu mà thôi. Thôi, mẹ đang mất bình tĩnh, chúng con đi đây. Lần khác chúng con lại về, Tâm vội ra giấu cho Hoa rồi cả hai ra xe cùng nhau về lại thành phố trong đêm. Lúc này ở trong nhà, bà Hà tiến về phía bàn thờ của Thúy, lấy ra ba cây hương thắp cho cô, rồi bà òa lên khóc mà nói. Thúy ơi, mẹ có lỗi với con. Mẹ xin lỗi con vì mẹ đã không thể dạy dỗ thẳng tâm cho đàng hoàng tử tế. Để bây giờ nó đối xử với con như vậy, con dạy cái mang con có trách thì xin con hãy trách mẹ Không biết dạy dỗ nó con nhá Bà Hà ngồi nhớ lại hơn 6 năm về trước Khi tâm dẫn Thúy về ra mắt Khi đó cô vừa tròn 20 tuổi Lúc đó cô có dáng người nhỏ nhắn Khuôn mặt ưa nhìn Và đặc biệt là rất tươi Miệng luôn tươi cười Ăn nói thì lễ phép Dù vậy nhưng ban đầu bà vẫn không chấp nhận Thúy Vì bà thấy cô là con gái út trong gia đình được bố mẹ và anh chị cô nuông chiều từ bé nên bà sợ anh lấy cô về sau này cô không biết làm gì lại khổ cho con bà thế nhưng sau một thời gian tiếp xúc và tìm hiểu bà cũng đã đồng ý cho anh và cô lấy nhau sau khi cưới cô về cô đã không như bà lo nghĩ mà ngược lại cô lại rất giỏi giang và tháo bát đã vậy lại một mực yêu thương chồng và rất có hiếu với bà dần dà bà yêu quý cô còn hơn con ruột của mình và bà thấy mẹ con bà rất là may mắn khi rước được Thúy về nhà. Không những có mình bà nghĩ vậy mà bà con hàng xóm thấy Thúy như vậy thì đều thấy mừng cho mẹ con bà có được vợ hiền dâu thảo. Vậy mà cô lại ván số mất khi còn quá trẻ. Lại nói đến Hoa, cô là một cô gái sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng vì không lo học hành đàng hoàng mà chỉ lo ăn chơi lêu lỏng bị bố mẹ nhiều lần ngăn cấm. Cuối cùng Cô đã bỏ nhà ra đi. Đến năm cô 17 tuổi, cô có qua lại với một người đàn ông đã có gia đình chạc tuổi bố mình, nhưng ông lại có tiền chu cấp cho cô ăn chơi. Đến khi cô có thai với hắn, thì vì sợ phải chịu trách nhiệm với mẹ con cô, người đàn ông đó đã đưa cho cô một khoản tiền, bắt cô phải đi, bỏ cái thai và cũng đừng bao giờ liên lạc với hắn nữa. Cô tìm đến bệnh viện để phá bỏ cái thai nhưng vì cái thai đã quá lớn không thể phá bỏ được cuối cùng cô đành về nhà xin lỗi bố mẹ và sinh con ở nhà sinh con xong cô để con lại cho bố mẹ giữ còn cô xin vào làm trong một quán nhậu ở trong thành phố và cũng ở đây cô đã quen tâm trong một lần anh cùng với một số anh em vào đây ăn nhậu và giải trí ngày đó anh đang theo làm công trình ở trên thành phố khi gặp tâm cô đã rất có cảm tình với anh vì anh là người đàn ông duy nhất từ trước đến nay vào đây lại không hề đoái hoài gì đến những cô gái đang nhiệt tình mời gọi như cô qua những người bạn của anh cô cũng đã biết được nơi anh ở và cứ thế những lúc anh được nghỉ và cô không phải đi làm cô cứ lấy cớ này cớ nọ đến thăm anh ban đầu anh một hai không chịu tiếp cô và anh cũng đã nói rõ cho cô biết là anh đã có vợ con rồi nhưng rồi không biết là cô đã cho anh ăn về bùa mê thuốc lú gì mà anh say cô như điếu đổ dù anh biết là cô làm cái nghề không được đàng hoàng với lại mình còn có vợ đẹp con ngoan chờ ở nhà nhưng anh cứ vậy mà lao vào cô như con thiêu thân không thể nào thoát ra được dần dà anh cũng bỏ bê vợ con anh viện cớ công việc nhiều nên không về thăm nhà được nhưng thực ra anh đang đắm chìm trong tình ái với tình mới Thời gian sau đó thỉnh thoảng Tâm vẫn chờ Hoa về nhà thăm mẹ và con trai. Mỗi lần như vậy, Hoa rất là khôn khéo. Khi thì mua con cá cân thịt, khi thì mua bộ quần áo, món đồ chơi cho thằng Tý để lấy lòng bà Hà. Nhưng bà tuyệt nhiên không màng tới. Vì theo tìm hiểu, bà cũng đã biết được xuất thân và công việc hiện tại mà cô đang làm. Hôm đó sau bữa cơm tối xong, Hoa mới nói với Tâm. Anh này, anh xem làm sao thì làm, Chứ em nhìn vậy là quá lắm rồi đó lần nào về thăm mẹ anh cũng cứ thế này thế nọ mà anh không thể tự quyết được chuyện của mình thì anh cũng nói thẳng ra em còn liệu đường của em chứ em không có chờ đợi được lâu hơn nữa đâu thì em cho anh thêm ít thời gian nữa đi để anh thuyết phục mẹ anh biết kiểu gì mẹ cũng sẽ đồng ý cho mình cưới nhau em đừng lo đợi lại đợi anh kỳ nào cũng chỉ biết bảo với em đợi với cả cho anh thời gian anh tính để em đợi đến bao giờ ngày đó em bảo anh về bỏ vợ để mình cưới nhau thì anh nói cho anh thêm thời gian chưa bỏ ngay anh không có lý do với lại không nỡ bây giờ nó đã chết được mấy tháng rồi anh lại bảo em đợi 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 để anh thuyết phục mẹ anh anh đừng có mà tính để em đợi đến mãn tàng của nó mới chịu cưới em là em không có chịu đâu đó thì em cũng phải thông cảm cho anh chứ thúy cũng vừa mới mất được có mấy tháng với lại em cũng phải cho mẹ anh có thời gian để chấp nhận em chứ Thế vậy lỡ mẹ anh không có chấp nhận em Vậy là mình chia tay hả Nếu anh không tính được thì để em tính đường của em Chứ em không có thời gian để mà chờ đợi mẹ con anh vậy đâu Mà em thấy ở đời này Thiếu gì đôi đến với nhau Cha mẹ không đồng ý thì cũng tự cưới vậy Em nói vậy cũng đâu có được Vì bố anh mất sớm một mình mẹ anh nuôi anh khôn lớn Anh đâu thể qua mặt mẹ mà cưới được Thôi thế này đi em cho anh thêm vài tháng nữa để anh thuyết phục mẹ anh hứa là chỉ vài tháng nữa thôi được rồi anh làm sao thì làm đi nếu để em chờ lâu quá em bỏ đi lấy người khác thì khi đó đừng có mà níu kéo thôi mà em biết là anh yêu em anh không thể sống thiếu em mà thôi em cố chờ một thời gian ngắn nữa thôi kiểu gì mình cũng có thể quang minh chính đại mà về ở với nhau em yêu nhé nói rồi anh bế cô lên và cả hai cùng tiến về phòng ngủ của họ những ngày sau đó thỉnh thoảng tâm có chở cô về nhà chơi và thỉnh thoảng có ngủ lại do quá muộn không muốn về thành phố trong đêm sợ nguy hiểm dù bà hà không muốn nhưng cũng đành chấp nhận cho cả hai ngủ lại qua đêm nhưng còn chuyện cưới hỏi và chuyện về đây ở thì bà tuyệt nhiên không đồng ý cũng vì những lần ngủ lại qua đêm mà cô biết được bà hà nửa đêm thường hay dậy để đi vệ sinh và hay dậy sớm để nấu bữa sáng cho thằng Tý và cả nhà. Mà nhà vệ sinh nhà bà lại ở cách xa phòng ngủ, phải đi qua nhà bếp mới đi đến nhà vệ sinh. Nhà bếp lại ở cách xa phòng ngủ, vì để tiết kiệm điện nên bà Hà chỉ để một cái bóng đèn điện nhỏ như bóng quả nhót để chỉ đủ thấy đường đi lại vào ban đêm. Vì bà Hà luôn không chấp nhận cho cô và Tâm đến với nhau, nên đêm đó khi cô và Tâm về thăm bà và thằng Tý và cũng lấy cớ là quá trễ không muốn về lại thành phố trong đêm vì sợ nguy hiểm nên cả hai đã ngủ lại nhà bà Hà. Và đây cũng là cơ hội thích hợp cho Hoa ra tay làm hại bà Hà. Đêm đó khi mọi người đã đi ngủ, cô lấy cớ dậy đi vệ sinh. Cô ta đã cố tình mở nắp đầy của chai dầu ăn rồi để nằm nghiêng xuống để cho dầu ăn chảy đầy lên cả bàn và chạy lênh láng trên nền nhà bếp ngay trên đường đi xuống nhà vệ sinh có còn tạo hiện trường giả là mọi thứ ở gần chai dầu cũng bị đổ nghiêng ngả Làm như là nửa đêm bị mèo vào lục lọi rồi làm đổ Xong đầu đó cô thản nhiên đi về phòng ôm tâm ngủ Như không có gì xảy ra Đêm đó cũng như mỗi ngày đang ngủ Thì buồn đi vệ sinh Nên bà Hà đã lọ mọ trở dậy để đi vệ sinh Nhưng khi đi qua khu vực bếp Do mắt mũi kèm nhèm Lại thêm đèn điện không đủ soi sáng nên bà đã dẫm lên dầu ăn đang đổ vung vãi trên nền gạch khiến cho bà ngã ngửa ra sau như trời giáng bà đau đớn nằm trong vũng dầu mà không thể đứng lên nổi bà mới dùng giọng yếu ớt kêu cứu lúc này ở trên nhà hoa nghe bà kêu cứu nhưng cô tuyệt nhiên để mặc cho bà nằm đó mà kêu cô ta vẫn nằm đó ôm tâm ngủ nở nụ cười mãn nguyện đầy thâm độc trong khi đó tâm vẫn ngủ say như chết không hề hay biết gì vì trước đó để kế hoạch của mình thành công Cô ta đã lén cho Tâm uống thuốc ngủ Vì vậy cho nên giờ xảy ra chuyện Anh không hề hay biết Lúc này bà Hà cứ nằm đó kêu cứu trong vô vọng Một lúc lâu khi đã bình tĩnh hơn Bà mới gắng cường bỏ lại cái bàn đá cạnh bếp Viện vào đó mà từ từ đứng lên Nhưng khi bà vừa mới đứng lên Do bà đang đau Lại cộng thêm vào đó là bà đang đứng trên vũng dầu Nên nó lại khiến cho bà đứng không vững Mà té ngựa ra sau nhưng lần này khi bà ngã xuống đầu của bà đã đập mạnh vào góc bàn nghe kết phục đầu của bà lõm sâu vào một lỗ lớn khiến cho máu từ đó chảy ra lênh láng nằm trên nhà nghe ngóng một lúc không còn nghe thấy tiếng bà hạ kêu cứu nữa hoa mới từ từ ngồi dậy và rón rén đi xuống bếp để kiểm tra nhưng khi vừa mới bước chân vào bếp thì cô đã thấy bà hoa đang nằm bất động trên vũng máu cô mới đi lại gần cầm lấy chân tay bà lay lay gọi để kiểm tra Bác ơi Bác làm sao vậy Không thấy bà Hà có động tĩnh gì Nhưng để cho chắc chắn Cô mới gọi thêm lần nữa Bác Hà Bác có nghe con gọi không Bác làm sao vậy Nghe có người lay like và gọi tên mình Bà Hà mới từ từ mở mắt ra nhìn thấy hoa Bà mừng rỡ thều thào Cứu Cứu bác với Hoa cứ nghĩ là bà Hà đã chết Này lại thấy bà trả lời cô bỗng giật mình mà lùi lại phía sau và nói bác chưa chết à bà hà lúc này cố gắng dùng hết sức lực còn lại rồi cánh tay đầy xương sầu về phía cô mà thều thào xin con xin con cứu bác với cứu bác bác nghĩ con sẽ cứu bác ư ừ? nếu muốn cứu bác thì con đã không phải mất thời gian giàn cảnh như thế này cái này cũng là do tự bác chuốc lấy mà thôi nếu như ngay từ đầu bác đồng ý cho con và anh tâm lấy nhau thì đâu có ra cơ sự như vậy tốt nhất là bác hãy chết đi đi mà đoàn tụ với đứa con dâu ngoan hiền của bác nó đang chờ bác dưới đó đó cô cô không đợi cho bà hà nói hết câu hoa đã đứng dậy và bỏ lên nhà trên tiếp tục nằm ngủ để lại bà hà nằm trên vũng máu với lòng đầy đau đớn và uất hận Sáng hôm sau đang nằm ngủ ngon Thì Tâm đã bị đánh thức bởi tiếng khóc đòi bà của thằng Tý Nghĩ là mẹ mình dậy để nấu ăn sáng Nên thằng Tý dậy không thấy bà nên mới khóc Quay sang thấy Hoa đang nằm ngủ ngon lành Anh liền bước xuống đi sang phòng bà mẹ để dỗ con Tuy được bố bế trên tay Nhưng thằng bé vẫn một hai đòi bố dẫn đi tìm bà Nghĩ là mẹ mình đang ở dưới bếp Nên anh đã bế con đi thẳng xuống bếp tìm mẹ Khi vừa mới xuống đến nơi Anh đã tá hỏa tâm tinh khi anh nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên vũng máu, hai mắt mở trừng trừng nhìn anh. Anh vội đặt con xuống và chạy nhanh lại phía bà. Do không để ý, anh đã đạp chân lên vũng dầu ăn lúc này đã trộn lẫn với máu của bà Hà, tí nữa thì ngã nhào ra sau, nhưng cũng may, anh đã lấy lại được thăng bằng, ôm lấy mẹ anh gào khóc thảm thiết. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ nghe con gọi không? Gọi không, cứu mẹ tôi với!" thằng tý lúc này thấy bố nó gào khóc dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng nó cũng gào lên mà khóc lúc này hoa mới chạy từ trên nhà xuống với vẻ mặt giả bộ hốt hoảng mà hỏi tâm anh ơi có chuyện gì mà anh la làng lên vậy? trời ơi bác ơi chuyện gì xảy ra thế này nhanh em biết thằng tý ra ngoài giúp anh em gọi làng xóm tới giúp mẹ anh với mẹ ơi mẹ mẹ nghe con gọi không mẹ ơi vừa gọi anh vừa ôm lấy mẹ mà kiểm tra nhưng bà hà lúc này đã chết cứng thấy vậy anh lại gạo khóc to hơn mẹ ơi sao mẹ nỡ bỏ con bỏ cháu mà ra đi sớm vậy sao mẹ lại chết thảm thế này hả mẹ ơi tiếng gạo khóc của tâm cứ thế mà vang lên trong căn bếp nhà bà hà nghe mà não lòng mấy phút sau đó thì những người hàng xóm xung quanh cũng đã có mặt tại nhà bà hà sau khi nghe tiếng kêu cứu của hoa ai nấy khi nhìn thấy hình ảnh của bà hà nằm chết đều cảm thấy rùng mình và ớn lạnh bởi trước mặt họ là hình ảnh bà hà nằm co quắp trên vũng máu mắt thì mở trừng trừng đầy căm hận giống như là trước khi bà chết bà đã nhìn thấy cái gì đó khiến bà ớt hận mà không nhắm mắt nổi phải mất một lúc để mọi người định thần lại thì họ đã cùng nhau tiến vào mà đỡ tâm lúc này đang ngồi bên ôm xác bà mà khóc rồi họ cùng nhau đưa thi thể của bà hà lên trên đặt vào cái giường bà vẫn thường nằm cùng với thằng tý rồi họ mỗi người một việc phụ giúp gia chủ làm đám tang cho bà thằng tý lúc này cũng đã được một chị hàng xóm dẫn về bên nhà mình để cho hoa có thời gian mà lo phụ tâm làm đám tang cho mẹ khi cô đang phụ giúp mọi người chuẩn bị để tắm rửa và thay quần áo mới cho bà thì vô tình ánh mắt của cô va vào ánh mắt đang mở trừng trừng đầy oán hận của bà hà bất giác cô đánh rơi luôn cả bộ đồ đang cầm trên tay sau đó cô vội nhặt lên và trao lại cho một chị đứng gần đó rồi nhanh chóng đi thẳng ra ngoài mà không dám đến gần thi thể của bà thêm một lần nào nữa đã đến giờ nhập quan cho bà hà nhưng mắt bà vẫn mở trừng trừng không chịu nhắm cho dù đã rất nhiều lần tâm cố gắng vuốt mắt cho bà cuối cùng người ta đành phải nhập quan cho bà trong trạng thái mắt vẫn mở những người có mặt tại đó thì cho rằng chắc bà hà chết mà vẫn chưa làm tròn được lời hứa với thúy là chăm sóc cho thằng tý nên bà chết mà không nhắm mắt duy chỉ có hoa là biết rõ nguyên nhân tại sao lại như vậy cuối cùng thì đám tang của bà hà cũng diễn ra suôn sẻ sau đám tang tầm bà hoa cũng chuyển về nhà ở hẳn để tiện chăm sóc cho thằng tý và lo hương khói cho bà hà và thúy chứ không lên thành phố nữa và cũng muốn được sống chung cùng con gái nên hoa đã bàn với tâm để đón bé na con của cô về ở chung dù họ không tổ chức đám cưới như dự định do tâm đang phải chịu tăng mẹ và vợ cũ nhưng họ cũng lên xã đăng ký kết hôn theo yêu cầu của cô để cô đường đường chính chính bước vào nhà tâm với vai trò là vợ chính thức nhưng cũng từ khi hoa chuyển về đây sống chung với tâm như vợ chồng thì cũng là lúc có nhiều chuyện kỳ lạ và kinh khủng đã xảy ra có một đêm đang nằm ngủ bên chồng thì hoa nghe tiếng lạch cạch dưới bếp như có ai đó đang lục lọi dưới bếp ban đầu cô nghĩ chắc là cái na đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn nghĩ vậy nên cô vẫn nằm đó và ngủ tiếp được một lúc cô lại tiếp tục nghe nhưng lần này tiếng lạch cạch tiếng va chạm vào nhau của bát đĩa lại vang lên lớn hơn đang ngủ ngon lại bị tiếng ồn làm mình tỉnh giấc hoa lấy làm bực mình đứng dậy đi xuống bếp vừa đi cô vừa lầm dầm. Cái con này không chịu ngủ đi, giờ này còn làm gì dưới đó mà mãi không chịu đi ngủ. Thế nhưng trái với suy nghĩ của cô, người mà đang lục lọi dưới bếp lúc này, cô nhìn thấy không phải là con bé Na như cô nghĩ, mà đó chính là bà Hà. Vừa nhìn thấy cô đi xuống, bà vội quay sang cô và nói. Cô muốn đi vệ sinh à? Hay là cô cũng đói bụng xuống tìm đồ ăn? và lúc này miệng như á khẩu tay chân như tê cứng lại chết chân tại chỗ vì trước mặt cô lúc này là hình ảnh của bà hà hiện ra vô cùng ghê sợ khuôn mặt và đầu máu chảy xuống thành dòng chảy tong tong xuống nền nhà hai con mắt lồi hẳn ra ngoài da thịt của bà đang trong quá trình phân hủy nên có nhiều chỗ lõm sâu hẳn vào trong lòi cả xương những con giỏi bò đang bỏ lúc nhúc làm nhấm cơ thể bà thấy cô đứng như trời trồng miệng mồm há hốc mà không phát ra tiếng bà hà lại lên tiếng hỏi cô có đói không tôi cho cô ăn đêm nhé ngon lắm nói rồi bà hà mới từ từ tiến lại gần hoa mỗi bước chân đi của bà cô nhìn thấy rõ từng miếng thịt cùng với giỏi bò đang thi nhau rơi xuống khi lại gần sát mặt cô bà liền lấy tay gỡ một miếng thịt trên mặt mình cùng với giỏi bò đang lúc nhúc bà bỏ vào miệng hoa lúc này đang há hốc ra mà bà hỏi Ngon không? Có ngon không? Có muốn ăn thêm nữa không? Nói rồi bà liền cười lên khanh khách Còn Hoa lúc này thì cô đang bắt đầu cảm nhận được Cái cảm giác giỏi bỏ đang bỏ lúc nhúc trong miệng mình Rồi ngất liệm Tâm nằm ngủ một bên thì bị vợ đánh thức Bởi miệng cô lúc này thì cứ ú ớ Tay chân thì dậy đạp liên hồi trong không trung Phải mất một lúc anh mới gọi được cô dậy biết là cô đang mơ nên thấy cô tỉnh dậy anh liền hỏi em mơ gì mà có vẻ căng vậy anh gọi mãi em mới chịu dậy được chồng đánh thức vừa mở mắt ra thấy tâm cô vội ôm chầm lấy anh mà miệng lắp bắp anh anh ơi ma mà... mẹ anh vừa nói đến đây cô vội im bặt và như nhớ đến điều đã xảy ra cô vội chạy ra sân mà đứng nôn thốc nôn tháo Thấy vợ như vậy Tâm mới đi theo ra ngoài và hỏi Em làm sao vậy? Đừng có nói với anh là em đã có thai rồi nhé Vừa hỏi Tâm vừa hồi hộp Chờ câu trả lời của vợ Tuy đang rất sợ Nhưng cô không muốn kể cho anh nghe về giấc mơ của mình Cô trả lời Thải vì ngén cái gì? Chỉ đem thấy buồn nôn thôi Nói xong Cả hai trở vào lại trong nhà Khi đi qua gian giữa nơi đặt cái bàn thờ của Thúy và bà Hà cô bất chợt ngước lên nhìn vào di ảnh của bà tự dưng cô nổi cả da gà da vịt mà hét lên rồi chạy nhanh vào trong phòng vì trên di ảnh của bà lúc này là hình ảnh thịt da trên mặt đang bị phân hủy hai con mắt lồi hẳn ra ngoài nhưng vẫn mở trừng trừng nhìn cô chứ không phải là hình ảnh bà với nụ cười hiền như bình thường quay trở về giường nằm mãi mà cô không thể nào ngủ lại được mà nói đúng hơn là cô không dám ngủ lại vì cô sợ Lỡ mình ngủ lại Mơ thấy bà Hà nữa thì cô chỉ có mà chết Thế nên cô cứ nằm vậy cho đến sáng Dù bên cạnh cô Tiếng thở của tâm vẫn đều đều vang lên Trong màn đêm tĩnh mịch Từ ngày về đây ở hẳn Tâm cũng đã xin đi làm lại chỗ cũ Vì đợt này chủ thầu nhận công trình hơi xa nhà Nên anh sáng đi tối về Chứ không có về nhà ăn cơm trưa như bình thường được Sáng hôm đó cũng như mọi ngày Sau khi ăn sáng xong thì Tâm cũng đi làm còn bé Na thì đi học Và lúc này đang ngồi đút cơm cho thằng Tí Dù năm nay Nó đã gần 4 tuổi rồi Nhưng luôn được bà và mẹ cưng chiều yêu thương Nên đến tuổi này vẫn được bà đút cơm cho ăn Và vì thấy con mình còn quá nhỏ Lại sớm mồ côi mẹ Lại vừa mới mất bà nội Là hai người luôn kể cận yêu thương chăm sóc Nên anh thường hay nhắc nhở, động viên Và nhờ cô chăm sóc con thay anh Mỗi khi anh phải đi làm ra em này anh biết là thằng tý là con riêng của anh nhưng nó đã sớm mồ côi mẹ giờ nó cũng chỉ có mỗi mình anh giờ đây em đã là vợ của anh thì cũng là mẹ của nó em hãy vì anh mà phụ anh chăm sóc cho nó em nhé anh cũng hứa với em là anh cũng sẽ yêu thương và chăm sóc bé na như là con ruột của mình anh cứ yên tâm mà đi làm việc ở nhà và thằng tý đã có em lo rồi không cần anh phải nói em cũng sẽ chăm sóc và yêu thương nó như là bé na em nói vậy là anh yên tâm rồi cảm ơn em dù trước mặt anh cô luôn tỏ ra là người yêu thương và chăm sóc thằng bé như con ruột của mình nhưng thực ra khi anh đi làm ở nhà đã không ít lần cô đai nghiến đánh đập thằng bé thậm tệ hơn là có nhiều lần cô đã bỏ đói thằng bé tội nghiệp đúng là người xưa nói quả đúng không sai mấy đời bánh đúc có xương mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng Và hôm nay cũng vậy Đang ngồi đút cơm cho thằng bé Thế nhưng khi Tâm vừa đi làm Thì cô đã đặt ngay bát cơm đang cầm trên tay xuống bàn Mặt đay nghiến thằng bé Ăn đi Muốn ăn thì tự xúc lấy mà ăn Tao không có rảnh ngồi đây mà hầu mày đâu Đúng là cái đồ của nợ mà Thấy hòa mắng Thằng bé sợ sẽ bị cô đánh Nên dù không dám khóc Nhưng hai hàng nước mắt Cứ thế mà chạy dài xuống miệng mếu máu thấy vậy cô như điên tiết lên mà cầm lấy cái thìa xúc một thìa thật đầy rồi hét vào miệng nó há cái miệng ra nhanh tao đã đánh mày chưa mà mày ngồi đó khóc mày tính ăn vạ tao đấy à vừa hét cô vừa nhét thìa cơm vào miệng khiến cho thằng bé lúc này sợ quá mà khóc thét lên cộng vào cơm bị nhét đầy trong miệng khiến cho nó bị ho lên sặc sủa tiếp theo đó là tất cả những gì nó ăn được sáng nay cứ thế mà theo miệng theo mũi trào hết ra ngoài. Thấy vậy, cô liền nổi máu điên lên mà nhúi cho thằng bé mấy cái vào đầu rất mạnh, khiến cho nó ngã nhào từ trên ghế xuống đất. Rồi cô tiến lại chỗ nó đang nằm, mà khóc không nên lời, đạp vào người nó thêm mấy cái, rồi cầm tay thằng bé xách ngược vào trong phòng nhốt nó lại. Vừa làm, à ta vừa chửi. Đúng là đồ của nợ mà. Mày không muốn ăn thì tao cho mày nhịn đói, Sao mày không chết đi theo con mẹ mày với con bà mày đi Sống chỉ để cho tao phải hầu vậy hả Nói rồi cô đi ra ngoài khóa cửa Nhốt thằng bé lại Thằng bé tội nghiệp thấy mình bị nhốt thì sợ hãi Chạy theo Tính mở cửa chạy ra Nhưng cửa đã bị khóa nên không ra được Mà cứ đứng đó đấm đá vào cửa Khóc thiếp đi Cho đến tầm 5 giờ chiều ngày hôm đó Con bé Na đi học về Vào nhà không thấy thằng Tý ra đón mình như mọi ngày con bé nó mới hỏi mẹ nó mẹ ơi em tí đâu rồi sao con không thấy em ở nhà mày không liệu mà lo cái thân mày đi mày lo gì cái thằng của nợ đó tao nhốt nó trong phòng đó mày vào lôi nó ra đây cho tao nghe mẹ nói vậy na liền chạy thẳng vào phòng để mở cửa cho tí nhưng khi cô vừa mới đẩy cửa bước vào thì đã thấy tí nằm co ro dưới đất nghĩ là nó đang ngủ nên bé na mới lại gần để bế thằng bé lên thì khi nó vừa mới chạm vào người thằng bé Thì thấy toàn thân của thằng bé nóng ran như lửa Mềm nhũn ra như là cọng bún Hốt hoảng con bé mới gọi toán lên Mẹ ơi lên đây nhanh lên Thằng tí nó bị làm sao ấy Nó lạ lắm Đang ở dưới bếp nghe con gọi với giọng điệu hốt hoảng Lại cộng với việc từ sáng đến giờ Cô nhốt nó trong phòng Rồi cô cũng quên luôn là đang nhốt nó trong đó Cho đến bây giờ Cô mới vội vàng chạy vào nhà Thấy tình hình của thằng bé đang bị sốt cao Cô liền bế nó đặt lên giường Và cô sai con bé Na chạy nhanh sang nhà chị Lan Làm y tế chạm xá qua khám cho thằng tí Sau khi khám cho thằng tí Bé y tá Lan mới nói cho Hoa biết là Thằng bé bị sốt rất cao Nên cần phải tiêm và chuyển nước biển cho cháu Khi Lan vừa tiêm và bắt ống dây chuyển nước cho thằng bé xong Thì cũng đúng lúc tâm đi làm về Vừa thấy chồng về đến nơi hoa liền chạy ra mà nói với anh bằng giọng hốt hoảng và lo lắng lắm mày quá anh về rồi anh ơi thằng tí nhà mình nó bị sốt cao em có nhờ chị lan qua khám cho con giờ chị ấy đang truyền cho con anh vào nhà nhanh đi xem con thế nào chứ em lo lắm nghe vợ nói tâm chạy vội vào trong nhà vừa vào đến nơi anh thấy thằng bé đang nằm sóng xoài trên giường bên cạnh là một chai nước biển và đường ống dẫn truyền xuống cánh tay đang được lan giữ chặt Mặt mũi thì tái mét Tiếng thở ra nghe rất mệt Thấy vậy anh vội hỏi Lan và ngồi xuống cạnh con Dạ chào chị Chị Lan ơi Con trai em nó bị làm sao vậy chị Có nguy hiểm không chị Cháu nó bị sốt cao Cũng may là người nhà phát hiện ra kịp thời Chưa để thêm tí nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi Giờ chị đã tiêm hạ sốt cho cháu Và đang truyền cho cháu Nhưng người nhà cũng phải chú ý kẻo nhớ cháu lên cơn sốt cao dễ dẫn đến co giật là nguy hiểm lắm nếu tối nay cháu mà không đỡ mà lại tiếp tục bị sốt cao thì nhà mình hãy nhanh chóng đưa cháu đi bệnh viện nhé thấy y tá lan nói vậy hòa vội lên tiếng phân trần cả ngày hôm nay hai mẹ con em ở nhà chơi với nhau đâu có thấy con nó có hiện tượng gì gọi là mệt đâu nó vẫn cười giỡn với em cả ngày cho đến khi con đi ngủ thì em mới tranh thủ xuống bếp để nấu cơm tối cho đến khi cái na nó đi học về Em mới bảo nó lên gọi em dậy tắm rửa Để anh về rồi ăn cơm Thì mới phát hiện ra cơ sự này Thật là khổ thân thằng bé Nghe Hòa nói vậy Lan liền nói Trẻ con nó ốm đau thất thường lắm Nhiều lúc mình cũng không biết đường nào mà lần Nhưng cũng may là cháu đã qua cơn nguy hiểm rồi Nhưng giờ người nhà cũng phải hết sức chú ý cháu đêm nay nhé Đừng để cháu nó sốt cao quá mà nhớ lên cơn co giật Thì nguy hiểm lắm Nói rồi chị Lan cũng đứng dậy chào ra về. Trước khi đi, cô còn dặn thêm vợ chồng Tâm. Tối nay hai người nhớ thay nhau mà canh cháu. Nhớ giặt cái khăn ấm lau người và đắp lên đầu cho cháu nó. Sẽ giúp cho cháu hạ sốt nhanh. Thôi, chị về đây. Có gì cứ qua gọi chị. Dạ, em cảm ơn chị. Có gì tụi em xin làm phiền chị. À, mời chị ở lại ăn cơm tối với vợ chồng em luôn. Hàng xóm với nhau ờn với Huệ cái gì thôi vợ chồng và cháu ăn cơm đi chị về bên nhà ăn với bố con nó cho vui lan về rồi gọi hoa lại giả bộ sụt sùi tự trách mình em đâu có biết con đã đông nồng nói như vậy đâu biết vậy thì em đã nằm đây mà canh con rồi nếu không phải vì đi nấu ăn thì cũng mày là con nó đã không sao nhớ nó mà bị gì chắc em hối hận cả đời thôi em cũng đừng có tự trách mình nữa cái này đâu phải lỗi của em Màn biểu diễn của Hoa có thể dễ dàng qua được mắt tâm Nhưng nó lại không qua được con bé Na Vì từ nãy giờ Vì lo cho tí mà nó cứ đứng bên cạnh quan sát Khi mẹ nó nói vậy Nó tức lắm mà không dám nói gì Vì nó biết Nếu nó nói ra Thì ngay lập tức nó sẽ bị mẹ nó đánh Và dù không có ở nhà để chứng kiến Nhưng nó cũng thừa biết tí bị như vậy Là do mẹ nó mà ra vì đã có rất nhiều lần nó chứng kiến mẹ nó chửi và đánh thằng tý vô cớ và cũng đã nhiều lần nó bị mẹ nó đánh chung vì dám bênh cho thằng tý bé na đúng là con gái riêng của hoa nhưng tính cách của con bé lại hoàn toàn trái ngược với mẹ mình mẹ nó ghê gớm độc ác bao nhiêu thì con bé lại hiền lành ngoan ngoãn bấy nhiêu dù mang tiếng là có mẹ nhưng con bé cũng chưa bao giờ được hưởng tình yêu từ mẹ nó vì hận bố nó đã bỏ rơi mình mà cô giận lây sang con. Vì vậy nên khi sinh con bé ra, cô đã để con lại cho bố mẹ mình chăm sóc mà không thèm đói hoài đến. Thỉnh thoảng có chuyện gì xảy ra ở chỗ làm, cô lại bỏ về nhà và đổ lỗi lên đầu con bé. Cô nói vì bố nó và nó đã giết chết tương lai của cô. Nhưng mỗi lần như vậy, con bé luôn được ông bà ngoại đứng ra bênh vực và che chở. Cho đến khi Hoa chuyển về đây sống với Tâm, cô mới xin bố mẹ cho đón bé na về ở chung để bù đắp lại cho nó cũng như để cho mẹ con có tình cảm nhưng thực chất thì vì cô biết là tâm rất thương con và cũng hay quan tâm hỏi han đến na nên cô đón nó về ở cùng để chứng tỏ với anh là cô cũng là một người đàn bà yêu thương con nhưng vì do hoàn cảnh mà không thể ở bên để chăm sóc cho con mỗi ngày và cũng nhờ có bé na về ở cùng mà thằng tý có được người yêu thương và chăm sóc nó cho nó có lại được cái cảm giác yêu thương giống như mẹ của nó, bà nó dành cho nó. Đêm đó sau khi nghe cô y tá can dặn thì bé Na vẫn nằm ngủ chung với thằng Tý như mỗi ngày. Nhưng hôm nay nó không dám ngủ mà cứ thức để canh chừng em. Lâu lâu lại lấy cái khăn ấm lau cho em. Nhờ sự chăm sóc của nó và của những thế lực không nhìn thấy phù hộ mà đêm đó thằng bé ngủ một mạch cho đến sáng mà không còn bị sốt cao nữa. Sáng dậy thì đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Trái ngược với tí thì đêm đó lại là một đêm kinh hoàng nữa xảy ra với Hoa. Đêm đó khi cô đang ngủ thì cô nghe thấy tiếng cửa sổ bị gió thổi đóng vào mở ra nghe bột bột. Nghĩ là Tâm đã mở cửa sổ ra nằm ngủ cho mát. Nhưng giờ tiếng cửa làm ồn cô không ngủ được nên cô mới trồm dậy tiến về phía cửa sổ tính đóng cửa. Nhưng khi cô với cánh tay ra ngoài để đóng cửa thì cô vội giật thót mà đụt tay vào lại vì lúc này cô có cảm giác như có một bàn tay ai đó lạnh buốt nhảy nhụa nắm lấy tay cô khi nhìn xuống cánh tay của mình nhờ vào ánh sáng yếu ớt từ ánh điện đường cô thấy bàn tay của mình nhuốm đầy máu cô hoảng sợ mà hét lên thì cũng đúng lúc đó vòng hồn của thúy hiện ra đứng ngay sát cửa sổ mà tức giận nhìn cô cô ngã quỵ xuống miệng á khẩu không nói nên lời rồi cô bỏ lết về giường, lay gọi tâm dậy. nhưng không biết sao đêm nay dù cho cô có lay thế nào thì anh cũng ngủ như không có gì xảy ra. lúc này tiếng của thúy lại cất lên. nhưng thúy lúc này không còn đứng ở ngoài cửa sổ nữa mà cô đã đứng ở trong phòng và bên cạnh cô còn có bà hà. đồ cái con đàn bà ác độc kia, mày cướp chồng tao đã đành mày lại còn giết tao, giết mẹ chồng tao giờ mày lại còn hành hạ con trai tao nữa thằng bé nó còn nhỏ dại biết gì đâu mà mày nỡ hành hạ nó ra nông nỗi này tiếp lời của con dâu bà Hà nói tiếp mày nghĩ rằng tội ác của mày có thể che giấu được mãi à tụi tao có thể trở thành vong hồn giá quỷ đi chăng nữa thì tụi tao cũng phải bắt mày đền tội hòa lúc này mắt trợn tròn miệng mồm không thể thốt nên lời cùng toàn bộ cơ thể cô như tê dại lại không thể nhúc nhích được vì trước mặt cô lúc này là hình ảnh của thúy mặt mũi ngũ quan bấy nhầy, cơ thể nát bét ruột can phèo phổi và da thịt lẫn lộn vào nhau còn những miếng thịt đang phân hủy thi nhau rơi xuống chân cô chất lên thành đống nhỏ giống y như lúc cô bị tàu cán chết đứng bên cạnh cô hình ảnh của bà hà cũng khiến cho người nhìn thấy cũng phải đứng tim mà chết phải mất một lúc sau Hòa mới có thể lắp bắp mà cầu xin Tôi biết tôi sai rồi Cầu xin hai người hãy tha cho tôi Xin hãy cho tôi con đường sống Tôi hứa tôi sẽ Không để cho Hòa nói hết câu Thúy đã cầm lên Mày nghĩ Mày có thể xin tha mạng được hay sao Vậy thì mạng của tao và mẹ Thì ai sẽ trả lại đây Tội lỗi của mày gây ra trời không dung đất không tha Thì mày nghĩ tao có tha cho mày không Nói rồi Thúy lao vào mà bóp cổ hoa Còn bà Hà thì đứng bên cạnh Cười lên khanh khách Và thúc giục Thúy Giết nó đi con Cái loại đàn bà còn ác hơn cả quỷ này Thì đừng để cho nó sống nữa Hãy giết nó và bắt nó phải xuống đây Để hầu hạ Và chịu sự trừng phạt của mẹ con mình Hoa lúc này đang ở ranh giới Giữa cái sống và cái chết Thì bỗng có tiếng lay gọi cô của Tâm Như kéo cô về lại với thực tại Hoa, Hoa dậy đi em Em mơ gì mà như mơ thấy ma vậy hả Miệng thì cứ ú ớ Tay chân thì đập loạn xạ cả lên Anh gọi mãi em mới chịu dậy Thấy Tâm nằm bên cạnh Cô vội vàng ôm chầm lấy anh Như là người sắp chết đuối bớt được vào Rồi cô cứ nằm vậy mà run sợ Cho dù Tâm có hỏi cô mơ thấy gì mà hoảng sợ vậy Nhưng cô không dám nói cho anh biết Là cô đã bị Thúy và bà Hà về đòi mạng nằm được một lúc thì tâm mới nói với cô thôi em nằm ngủ đi anh qua phòng tự nhỏ kiểm tra xem tình hình của thằng tý sao rồi nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng thì nhanh như chớp hòa cũng đứng dậy mà bước theo anh vì giờ này có cho cô thêm vàng để cô nằm đó một mình thì cô cũng không dám và ở bên ngoài cửa sổ tiếng gió vẫn thổi đều đều vào những tán lá nghe xào xạc và có hai vong hồn của hai người đàn bà xấu xố đang đứng đó dùng ánh mắt thù hận mà dõi theo hai người mấy ngày sau đó kể từ ngày thằng tý bị bệnh thì đêm nào hoa cũng thấy mẹ con thúy thay nhau về đòi mạng mình khiến cho cô mất ăn mất ngủ khiến cho người cô gầy đi trông thấy hôm nay cô nói với tâm xin nghỉ làm một hôm để ở nhà trông thằng tý để cô đi lên thành phố khám bệnh vì dạo này cô luôn thấy mệt mỏi nghe cô nói là đi khám bệnh thì tâm mới nói để anh gửi thằng tí nhờ hàng xóm giữ một hôm để anh chở vợ đi. Nhưng cô một mực không chịu, rồi cô còn lấy cớ là muốn nhân tiện về thăm nhà bố mẹ luôn, sợ về muộn không ai lo cho tụi nhỏ. Nhưng thực ra cô đã không đi khám bệnh như đã nói, mà cô đã tìm đến gặp bà thầy bùa ở cách nhà gần 3 tiếng lái xe. Người mà trước đây cô đã từng đến nhờ cậy mấy lần trước đó. Thế nhưng, việc mà cô đến nhờ cậy hôm nay lại vượt quá tầm tay của bà nên bà không làm được. Bà nói với Hoa. Cái việc uh, cô nhờ hôm nay nó vượt quá tầm tay của tôi. Nhưng là chỗ quen biết và vì cô đang rất cần nên tôi sẽ giới thiệu cho cô một thầy Pháp. Thầy này rất cao tay ấn. Tôi chắc chắn việc này của cô, ông ấy sẽ giúp được. Nhưng tôi cũng nói trước cho cô biết là nếu nhờ vào ông ấy thì sẽ không có rẻ đâu. Dạ, chăm sự nhờ cô. Miễn là được việc của con thì hết bao nhiêu con cũng sẽ cố gắng. Ờ, quyết định vậy đi. Mà cô muốn đi luôn ngày hôm nay hay để khi khác? Vì từ đây mà lên đến nơi phải mất khoảng 6 7 tiếng lái xe đó. Nếu mà đi bây giờ thì phải đến ngày mai mới về lại. Dạ nếu được thì cô cho con đi ngay ngày hôm nay luôn, vì việc của con cũng đang rất gấp. Con sợ để lâu ngày nào thì nguy hiểm cho con ngày đó. Nói rồi cả hai khăn gói lên đường, Hoa cũng không quên gọi điện về cho Tâm biết. Nhưng cô lại nói với anh là cô muốn ở lại chơi với bố mẹ một hôm nên ngày mai mới về. Sau gần 7 tiếng ngồi xe đò thì Hoa và bà Thi là tên của bà thầy bùa đã đến được một thị trấn nhỏ thuộc một huyện miền núi. Và từ đây họ lại phải bắt xe thổ chạy khoảng gần 30 phút mới vào được một bản nhỏ nơi mà thầy Pháp đang ở. Ngồi sau xe để đi vào nhà, thầy Pháp Hoa cứ nghĩ thầy Pháp mình sắp gặp chắc là một thầy mo người dân tộc. Thế nhưng chào đón hai người lại là một người đàn ông dân tộc kinh cách ăn mặc của thầy giống y hệt người dưới xuôi khi vừa thấy hai người bước chân và đến cổng thì thầy đã nói cả hai vào trong nhà nhanh đi tôi chở hai người từ sáng giờ hoa bà, bà bà thi bước theo ông đi vào trong nhà vừa ngồi xuống ghế bà thi liền chỉ tay về phía hoa mà giới thiệu dạ xin giới thiệu với thầy đây là hoa là người quen của con hôm nay đến đây cậy cửa nhà thầy mong được thầy giúp đỡ Mới nghe đến đây thì ông quý tên của thầy Pháp liền nói Nhà cô hôm nay đến đây là muốn nhờ tôi yểm bùa Để phong ấn những linh hồn mới mất trong nhà cô Không còn về quấy phá cô nữa có phải không? Mới nghe đến đây Hòa đã tròn mắt ngạc nhiên Ngước lên nhìn thầy quý Và cũng lúc này cô mới nhìn thấy rõ Thầy là một người đàn ông tuổi chừng ngoài 50 mái tóc đã ngả hai màu và điểm đặc biệt trên khuôn mặt của thầy chính là đôi mắt Đôi mắt sâu trũng với ánh nhìn sắc lẹm Khiến cho người đối diện nhìn vào Sẽ có cảm giác bất an Bột miệng cô cất tiếng hỏi Dạ, sao thầy biết? Như biết mình đã lỡ lời mà buông ra một câu hỏi ngớ ngẩn Nên cô ngưng lại một nhịp rồi lại tiếp Dạ, chăm sự con nhờ thầy Mong thầy hãy giúp con với ạ Ta không những biết có vậy và ta còn nhìn thấy nhà ngươi có đến hai vong hồn đi theo, muốn làm hại nhà chị Lận. Mà hai cái vong hồn đó có oán khí rất nặng, cũng may cho nhà chị là bọn chúng chưa có hóa quỷ, nếu không thì nhà chị đã không còn mạng nữa rồi. Dạ thưa thầy, vậy bây giờ con phải làm gì ạ? À? Con xin thầy hãy giúp con. Nếu như bây giờ ta thấy chết mà không giúp thì không được, nhưng nếu ta mà giúp nhà chị thì ta đã đi sai luật nhân quả rồi vì đây là cái nghiệp chị phải trả khi chị làm điều ác nhưng thôi nể tình chị đây là chỗ quen biết và được đích thân chị thi lặn lội đường xá xa, xa xôi đưa đến đây nên tôi sẽ giúp nói rồi thầy quý đứng dậy đi vào trong phòng lát quay trở ra trên tay cầm một tờ giấy và một lá bùa và nói đáng lý ra thì tôi chỉ cần làm bùa sẵn rồi đưa cho nhà chị về nhà tự yểm theo chỉ dẫn của tôi nhưng vì hai vong hồn này oán khí quá nhiều lại sắp hóa quỷ nên chỉ có bùa không thôi sẽ không có tác dụng đâu chị cần phải làm một cái bản lễ và đích thân tôi sẽ tới nhà chị làm lễ giúp chị nói rồi ông mới đưa tờ giấy và lá bùa cho hoa mà căn dặn đây tôi đã ghi sẵn những thứ chị cần chuẩn bị cho buổi lễ còn đây là lá bùa tạm thời sẽ làm cho hai vong hồn kia không thể lại gần được chị mà làm hại chị nhưng chị nhớ là phải luôn luôn mang nó trong người kể cả khi chị đi tắm nếu không ta không đảm bảo được chị có thể toàn mạng cho đến ngày ta xuống làm lễ đâu vì bây giờ chị đến đây tìm ta với mục đích gì thì họ đã biết hết cả rồi không những thế họ còn theo nhà chị lên đến tận đây giờ họ đang chờ chị ở ngoài đó dạ con cảm ơn thầy thôi hai người mau ra về đi ba ngày sau ta sẽ có mặt ở nhà chị để làm lễ nhớ làm theo những gì ta căn dặn từ biệt ông Quý cả hai lại bắt xe ra về để chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi lễ. Lại nói về ông thầy Quý, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông có ba anh chị em. Ông là con trai cả trong gia đình. Ông sinh ra và lớn lên cũng giống như bao người khác, thế nhưng cho đến năm ông 17 tuổi, trong một lần ông cùng nhóm thanh niên trong xóm rủ nhau ra ngoài sông tắm, thì ông đã bị chuột rút trong khi đang bơi. Thấy ông đang cố ngụp lặn kiểu như bị đuối nước, nhưng đám bạn của ông lại nghĩ là ông đang làm trò đùa giỡn với họ vì vậy mà cứ để mặc cho ông đang cố cầu cứu giữa dòng nước bởi ông là một người bơi lội rất giỏi nên không thể nào bị đuối nước được cho đến lúc ông bị đuối sức và chìm hẳn xuống đợi một lúc không thấy ông nổi lên đám bạn của ông lúc đó mới hốt hoảng nhảy xuống ngụp lặn tìm kiếm và lôi ông lên bờ lúc này cả cơ thể ông đã trở nên tím tái Mọi người có mặt lúc đó đã cùng nhau ra sức hô hấp cấp cứu cho ông Sau bao cố gắng của mọi người mà ông vẫn nằm bất động Hơi thở đã không còn Cũng may lúc đó có một vị pháp sư cùng với một vị đệ tử Vô tình đi ngang qua chứng kiến cảnh đó Nên đã ra tay giúp đỡ Kéo ông từ trong tay tử thần trở về Nhưng cũng kể từ ngày đó Con mắt âm xương của ông cũng đã được mở Ông liên tục thấy người chết tìm về vì không biết là mình có được khả năng thiên phú đó Mà ông lại nghĩ mình bị ma ám Nên ông đã được mẹ ông đưa đến Bảo ông thầy Pháp cao tay ấn Để nhờ giúp đỡ Khi biết được ngọn nguồn sự việc Lại thấy quý có căn cơ của một thầy Pháp Nên ông thầy Pháp lợi Mới thu nhận quý làm đệ tử Để truyền lại kinh nghiệm bắt ma trừ quỷ giúp đời Ngày đó ông thầy lợi Cũng đã có một đệ tử nữa Tên là Hùng Hùng cũng chả cỡ tuổi của quý Nhưng vì Hùng nhập môn trước quý nên Hùng được làm sư huynh Còn Quý là sư đệ Hàng ngày Quý và Hùng đều chăm chỉ học Pháp Và luyện Pháp Thỉnh thoảng họ còn được sư phụ cho đi cùng Để giúp dân trừ ma diệt quỷ Sau gần 3 năm tầm sư học đạo Thì Hùng và Quý đã được ông Lợi Chuyển cho rất nhiều món nghề Nhưng mỗi người lại có cho mình Những món nghề đặc biệt riêng Vì qua thời gian tiếp xúc với từng đệ tử của mình Mà ông Lợi biết được rõ Tính cách của từng người như thế nào nên ông mới dạy cho từng đệ tử những món nghề mà ông thấy phù hợp với tính cách của người đó. Và đặc biệt qua tiếp xúc, ông Lợi cũng biết rõ được là quý có tính hơn thua ganh tị, lại luôn đặt cái lợi bản thân làm đầu, nên ông cũng sợ sau này khi ra đời, ông quý sẽ đem những gì mình học được mà đi hại người rồi lại hại mình. Vì thế cho nên ông đã không truyền lại cho ông Quý những tuyệt chiêu gia truyền mà chỉ truyền cho Hùng. Vì không biết được nỗi lòng của sư phụ mà ngược lại quý lại ra mặt ganh tị hơn thua với hùng vì nghĩ hùng được sư phụ thiên vị lại cộng thêm vào việc ông lợi có cô con gái cũng đến tuổi cập kê rất xinh đẹp ngày đó cả hùng và quý đều đem lòng thầm yêu trộm nhớ cô và cuối cùng hùng đã được cô chọn làm nơi trao thân gửi phận vì quá ghen tức với hùng và giận vì sư phụ đã không tin tưởng nên quý đã từ giã sư phụ và bạn đồng môn để đi lang bạt giang hồ cuối cùng ông lại dạt về vùng sơn cước này và ở lại đây từ ngày đó cho đến nay và quả đúng như sư phụ của ông đã lo sợ trước đây sau khi rời đi thì ông đã làm bất cứ việc gì miễn là người ta chịu trả tiền cho ông thì không cần biết đó là việc thiện hay ác dù trước đây khi ông từ giá sư phụ để ra đi sư phụ của ông đã năm lần bảy lượt căn dặn ông rất kỹ rằng khi ông ra đời hành đạo cứu giúp lương dân phải nhớ làm điều thiện chớ có làm điều ác kẻo lại phải họa sát thân. Thế nhưng ông đã bỏ ngoài tay tất cả những lời sư phụ ông từng căn dặn. Đúng hẹn ba ngày sau đó, ông Quý đã có mặt tại nhà tâm để làm lễ. Vì để buổi lễ diễn ra suôn sẻ và không bị nghi ngờ, Họa đã nói dối với tâm là cô đi xem thầy và thầy bảo phải làm lễ cầu siêu cho Thúy và bà Hà. Và vì hai người mất gần nhau nên gia đình dễ mà bị họa trùng tang nên cần phải làm lễ giải trùng Ngày đến đó thì Tâm đồng ý ngay mà không mảy may nghi ngờ. Vừa thấy ông quý, Tâm đã tay bắt mặt mừng kính cẩn mời ông vào nhà để chuẩn bị làm lễ. Sau gần ba tiếng làm lễ thì buổi lễ cũng đã kết thúc rồi. Ông quý cũng tự giá gia chủ để ra về. Nhưng trước khi về, ông lén đưa cho Hoa một cái bình nhỏ đã được đậy nắp ký lưỡng, bên trên còn dán một lá bùa và dặn. Bóng hồn của hai người đó đã bị tôi thu phục và nhốt lại ở trong bình này. Tối nay, đúng 12 giờ đêm, chị hãy tìm một nơi thật kín đáo chôn nó xuống đất. Nhớ là không được để cho ai biết, cũng tuyệt đối không được cỡ lá bùa và mở nắp bình ra. Nếu không, thì hậu họa khó mà lường trước được. Mà không chỉ có nhà chị gặp họa, mà cả ta cũng bị lây. Nhớ đó. Nói rồi, ông quý nhận thủ lao rồi từ giã ra về. Đêm đó khi mọi người đã ngủ say, canh đúng 12 giờ đêm theo lời thầy dặn hòa mới đem bình đựng vong hồn của thúy và bà hà ra vườn đào lỗ chôn xuống đất để không quên chỗ mình chôn giấu cô đã đào dưới gốc cây mít ở trong vườn để chôn giấu xong đầu đó cô còn cẩn thận lấy lá khô phủ lên để che giấu chỗ cô đào rồi vào nhà đi ngủ như không có gì xảy ra cũng từ đêm đó trở đi cô không còn bị thúy và bà hà về đòi mạng nữa thế nhưng Luật nhân quả không chờ một ai Ông trời quả đúng là có mắt Vào cuối tháng 8 âm lịch năm đó Mảnh đất nơi tâm đang sinh sống Phải chịu một trận thiên tai lũ lụt rất nặng nề Vì bị ảnh hưởng của cơn bão cấp 2 đổ bộ thẳng từ ngoài biển vào Nên mấy ngày liên tục Những cơn mưa trắng xóa cả bầu trời Như chút hết xuống cái mảnh đất này Cây cối cứ thế mà oản mình chống chọi trong mưa bão Có nhiều cây chịu không nổi sức quật của gió bão mà đổ gãy chặn hết đường đi lối về. Có nhiều cây lớn còn bị gió đẩy bật tung cả rễ, trong đó có cả cây mít già trồng trong vườn nhà Tâm. Và cái bình nhốt mẹ con Hà đã bị thầy Pháp phong ấn và được hoa chôn dưới gốc cây, cũng theo rễ cây mà trồi lên mặt đất. Lá bùa dán trên nắp cũng bị nước mưa làm cho bấy nhảy rơi ra khỏi nắp, rồi chiếc bình cũng bị một cành cây to rơi trúng bể nát. Khi mà chiếc bình bị bể cũng là lúc oan hồn của Thúy và bà Hà được giải thoát Nhưng bây giờ Họ đã không còn là những oan hồn vất vượng như trước đây nữa Mà bây giờ Họ đã trở thành hai con quỷ đầy oán khí Đang chờ ngày thoát ra Để báo thù Đêm đó sau khi ăn uống xong xuôi Thì mọi người lên giường để đi ngủ sớm Vì mấy ngày mưa bão Điện đóm bị cắt Nên tối đến là nơi đây chìm vào một màn đêm đen nghịt Thỉnh thoảng có những tia chớp Xé rách màn đêm Và mưa bão để chiếu sáng một khoảng trời rồi lại trả lại màn đêm cho nơi đây. Đang vùi trong chăn ôm chồng ngủ một cách ngon lành, thì Hoa đã bị tiếng cánh cửa sổ đóng vào mở ra nghe rầm rầm đánh thức. Đang nằm trong chăn ấm lại làm biếng dậy để đóng cửa, nên cô đã lay lay gọi chồng dậy. Nhưng lúc này, dù cô có lay như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn ngủ say như chết. Thấy vậy, Hoa đành phải vén chăn và ngồi dậy, đi về phía cửa sổ để đóng cửa. Lúc này ở ngoài trời, gió vẫn thổi ào ào Hất những làn mưa và cửa sổ, làm cho sàn nhà ướt sũng một mảng lớn. Tiến gần lại cửa sổ, Hoa nhanh chóng bới tay ra ngoài để kéo cánh cửa vào. Thế nhưng, cánh cửa cứ thế nằm lì một chỗ không hề nhúc nhích. Nghĩ bụng chắc là cánh cửa bị lực gió thổi mạnh ngược lại nên nó mới nặng nề như vậy. Đang loài hoài lấy hết sức để kéo cánh cửa vào, thì ngay lúc đó cô bỗng giật bắn người mà lùi lại phía sau. Chân cô đạp vào vũng nước mưa trên sàn nhà khiến cho cô ngã về phía sau đau điếng vì ngay lúc đó cô đã nhìn thấy bóng của một người phụ nữ chạy lướt qua cửa sổ thế nhưng khi cô định thần đứng dậy và nhìn lại thì ngoài mưa và gió ra cô không thấy gì cả nghĩ là mình đã nhìn nhầm nên cô tiến lại cửa sổ để tiếp tục đóng cửa sổ nhưng lần này khi cô mới vừa chạm tay vào cánh cửa thì một tia chớp xoẹt ngang qua tiếp theo đó là hình ảnh quỷ dị hai mắt như hai hòn lửa của thúy đang đứng trong làn mưa Lúc này Thúy phá lên một tràng cười ghê rợn, cùng với giọng nói đầy ma mị vang lên. Ngạc nhiên chưa? Đây chắc chắn là điều mày không có nghĩ đến phải không? <laughs> Ông trời quả có mắt, đã đến lúc mày phải đền tội rồi. Tiếng nói tiếng cười của Thúy cùng với tiếng gió rít và tiếng mưa hòa lẫn vào nhau, khiến cho Hoa nghe mà ngã nhào xuống bất tỉnh nhân sự. Hoa, Hoa, em tỉnh rồi à? Trời ơi. Làm mà anh lo quá Cũng may là em đã tỉnh lại rồi Hoa từ từ mở mắt và nhìn xung quanh Rồi cô nhận ra tâm chồng cô đang ở ngay trước mắt mình Cô vội hỏi Em đang ở đâu đây? Sao em lại ở đây? Em đang ở bệnh viện Em bị sốt nằm mê man mấy ngày nay rồi Cũng may là em đã tỉnh lại Em làm anh lo quá Em bị sốt ư? Sao em không nhớ gì cả? Ừ, Em bị sốt cao lại bị lên cơn co giật Nên anh đưa em vào đây cấp cứu Em đã nằm ngủ ly bì mấy hôm nay rồi Thôi em nằm đây để anh chạy đi tìm bác sĩ Nhờ họ đến kiểm tra giúp cho em Nói rồi tâm để cô nằm đó Còn mình thì chạy đi tìm bác sĩ Sau khi khám cho cô Thì bác sĩ cho biết cô đã khỏe hơn nhiều Không cần phải lo lắng nhiều nữa Chỉ cần cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng Thì sẽ mau bình phục trở lại Sau đó Hòa cũng được chồng kể lại cho nghe Vào cái đêm xảy ra chuyện đang ngủ ngon tập mới trở mình tính quay qua ôm vợ ngủ thì không thấy hoa đâu lại thấy cửa sổ đang bị gió bật tung nên anh mới ngồi dậy để đi lại đóng cửa thế nhưng vừa đi được mấy bước thì anh đã dẫm phải cái gì dưới đất khi nhìn kỹ lại mới biết đó chính là hoa cô đang nằm sóng xoài trong vũng nước trên nền nhà biết là cô bị ngã nên anh đã cố lay gọi cô dậy nhưng mãi cô không tỉnh nên anh đã bế thóc cô lên giường để cho cô nằm Đến sáng hôm sau thấy cô bị sốt cao lại lên cơn co giật, miệng thì cứ lẩm bẩm nói gì đó mà anh không nghe rõ. Thấy vậy, anh tức tốc nhờ hàng xóm canh chừng bé Na và thằng Tý dùng, còn mình thì chở cô đi cấp cứu. Khi cô đã đỡ hơn nhiều, cô được bác bác sĩ ký giấy cho xuất viện về nhà nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm. Khi về đến nhà, không thấy bọn trẻ đâu, Hòa mới hỏi Tâm. Còn đâu hết rồi, sao nhà cửa vắng vẻ vậy anh? Thằng tí thì được bà ngoại của nó dẫn về nhà chăm sóc rồi Còn bé Na thì đi học chưa về Vì bữa em nằm viện không biết khi nào em mới khỏe để ra viện Nên anh mới gọi mẹ Thúy nhờ trông cháu giúp anh Để anh có thời gian lo cho em Còn bé Na lớn hơn nên anh gửi hàng xóm canh chừng dùm Có gì họ chạy qua chạy lại giúp Tối đến thì nó sang nhà chị Phương hàng xóm ngủ nhờ Sáng ra nó lại về đi học Thỉnh thoảng anh cũng tranh thủ chạy về canh chừng Thôi em về phòng nằm nghỉ đi để anh chạy ù ra chợ xem có gì mua về nấu cháo cho em ăn nói rồi tâm để cho vợ vào nhà nghỉ ngơi còn mình thì phóng xe chạy ù ra chợ giờ đây còn lại một mình ở nhà hoa thấy mệt nên tính vào phòng nằm nghỉ thế nhưng vừa mới đặt lưng nằm xuống thì như sực nhớ ra điều gì đó cô vội đứng dậy và chạy ra sau vườn thẳng hướng cây mít già mà bước thế nhưng vừa mới ra đến nơi thì hai chân cô đã đổ sụp xuống chân tay run lẩy bẩy vì lúc này trước mặt cô là hình ảnh của cây mít già đã bị gió bão quật ngã bật tung cả rễ cái bình chứa vong hồn của bà hà và thúy cũng thế mà trôi lên mặt đất và bị bể tan tành cũng đồng nghĩa với việc linh hồn của họ đã được giải thoát ra ngoài biết là điều không hay sắp xảy ra với mình họ mới chạy vội vào nhà lấy điện thoại bấm số gọi cho thầy quý và bà thầy bùa Thế nhưng gọi mãi mà đầu dây bên kia không ai bắt máy Những gì cô nhận về là thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được Mong quý khách vui lòng gọi lại sau Đang lo sợ lại cộng thêm vào việc không liên lạc được với thầy Pháp và bà thầy Bùa Khiến cho cô càng lo sợ hơn nữa Đang ngồi lo sợ và suy nghĩ cách để đối phó với hồn ma của bà Hà và Thúy Mà Hoa không hề hay biết là Tâm đã đi chợ về từ lúc nào Mãi đến khi anh bưng tô cháo lên phòng cho cô, thấy cô cứ ngồi nơi góc phòng với vẻ mặt đăm chiêu vô hồn, anh mới lên tiếng hỏi. Em mệt nè, sao không nằm nghỉ đi, mà sao ngồi thử ra đó như người mất hồn vậy? Hòa vẫn ngồi yên bất động, như không hề hay biết. Đến sự có mặt của chồng, thấy vậy tâm mới đặt tô cháo trên tay xuống, đi lại bên cạnh cô lay cánh tay cô mà hỏi. Em đang suy nghĩ gì mà anh hỏi em không trả lời vậy? Đang mải suy nghĩ Bỗng dưng bị ai đó lay tay mình Hòa hoà hốt hoảng kêu lên ma mà cút đi Cứu tôi với, con ma Mà bị quỷ cái gì là anh đây Em làm gì mà như người mất hồn vậy Anh hỏi em mà em không trả lời Ôi, là anh à Em cứ tưởng Mà anh về lúc nào vậy Sao em không nghe thấy tiếng ác xe Anh về được một lúc rồi Mà em đang mệt sao không nằm xuống ngủ đi Lại ngồi thử ra đó, đó vậy em ăn cháo đi anh mới nấu xong đó ăn cẩn thận chứ anh mới nấu xong cháo còn nóng lắm đó nói rồi tâm bê tô cháo đang nóng hổi đưa qua cho vợ rồi tính đi ra ngoài thấy vậy hoa mới hỏi với theo ủa anh không ăn luôn à cả ngày hôm nay anh đã ăn gì cho ra hồn đâu ừ, thôi em ăn đi anh chở bé na về rồi cùng ăn một thể nói rồi tâm đi ra ngoài còn lại mình hoa với tô cháo còn nghi ngút khói cùng với bao suy nghĩ lo âu ngột ngang trong đầu. Tối hôm đó khi Hoa và Tâm đã chìm sâu vào giấc ngủ thì bỗng có một bàn tay nắm lấy chân Hoa và giật thật mạnh như muốn kéo tuột cô lọt xuống giường khiến cho cô choàng tỉnh dậy. Đang ngái ngủ nên Hoa chưa biết rõ là đó có chuyện gì xảy ra thì ở ngay trên trần nhà là hình ảnh quỷ dị của Thúy đang bay lơ lửng với hai con mắt đỏ ngầu như hai hòn lửa Cộng với cái miệng cười như muốn toát ra đến tận mang tai Máu và chất dịch nhảy cứ thế theo miệng cô cười mà chảy ra ngoài Chảy xuống nền nhà và chảy luôn vào mặt và miệng hoa sộc vào mũi cô một mùi hôi tanh tẩm lợm Khiến cho cô có cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận họng. Thế nhưng cả người cô lúc này tê cứng không thể nhúc nhích nổi Miệng cô như bị dán keo không thể mở ra nổi Cô cứ nằm đó mà rú lên ú ớ trong họng mà không phát ra ngoài được lúc này hồn ma của thúy mới phá lên một chàng cười ghê rợn cùng với một giọng nói ồm ồm phát ra sao vậy mày không vui khi gặp lại tao à nhưng uh, tao thì lại vui vì sớm gặp lại mày đó chúng ta sẽ chơi cùng nhau nhé à chúng ta cần phải rủ thêm bà thầy bùa và ông thầy pháp kia chơi cùng mới vui chứ nói rồi vong hồn của thúy lại phá lên cười rồi có bay lao thẳng xuống áp mặt mình sát với mặt của hoa Lúc này tất cả dịch nhảy cùng với máu chảy xuống tràn đầy cả mặt hoa Cộng thêm vào đó là mùi hôi thối tanh tưởi Như mùi phân hủy của tử thi Cứ thế mà sọc thẳng vào mũi cô Không chỉ dừng lại ở đó Hồn ma của Thúy còn lè cái lưỡi dài cả mét ra Liếm lên mặt hoa Khiến cho cô bất tỉnh nhân sự Rồi những đêm kế tiếp sau đó Hoa luôn bị hồn ma của Thúy và bà Hà Về tra tấn tinh thần Khiến cho cô mất ăn mất ngủ lại cộng thêm việc cô không thể nào liên lạc được với bà thầy bùa và ông thầy pháp nên sau đó khiến cho cô dẫn đến tình trạng lúc tỉnh lúc điên những lúc cô lên cơn điên loạn thì hoa cứ luôn miệng nói như là cô đang nói chuyện với ai đó những câu như là không phải lỗi của tao là do mày là do anh tâm không yêu tao nên tao phải giết chết mày mày đáng chết lắm tại mày hay như là ai biểu bà không chấp nhận tôi Bà chết là do bà trước lấy không phải do tôi Nếu bà chấp nhận tôi ngay từ đầu Thì đâu cần phải giết bà Ờ Đã tôi giết bà đó Tôi bỏ bùa anh Tâm đó Những lúc như vậy Người ta lại thấy Hoa cứ ngồi nép mình vào một góc nhà Miệng thì cứ hết cười lại nói Hết nói này la Nếu ai đến gần Thì cô cắn cô đánh Kể cả Tâm lẫn con bé Na Mà hình như là hồn ma của Thúy và bà Hà Đang muốn hành hạ cô mà không để cho cô chết liền họ cứ thế ngày một gầy đi Chỉ còn da bọc xương Sống không bằng chết Thế bệnh tình của Hoa ngày một trầm trọng Cuối cùng tâm đành đưa cô vào bệnh viện tâm thần để chạy chữa Thế nhưng khoảng gần một tuần cô vào bệnh viện tâm thần Một buổi sáng nọ Người ta phát hiện xác cô đang treo lủng lẳng trên cánh cửa sổ của phòng bệnh Với hai mắt mở trừng trừng Mặt mày tím tái Lưỡi thẻ dài ra ngoài Chất dịch nhảy tanh hôi tẩm lầm chảy dài xuống cả sàn nhà Cùng với những con giỏi bò đang lúc nhúc bò ra từ miệng cô Dù mới chết nhưng cả cơ thể cô phát ra cái mùi hôi thối Như là tử thi đang trong quá trình phân hủy Khiến cho những người chứng kiến cho dù có gan lì đến mấy cũng phải tái mặt bỏ chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Bên cạnh thi thể của Hoa, người ta tìm thấy có một lá thư Hoa viết để kể lại tường tận tất cả những tội ác mà cô đã gây ra cho gia đình của Tâm. Thì ra trước đây khi cô quen biết Tâm trong một lần Anh cùng với những đồng nghiệp của mình đến chỗ quán nhậu để liên hoan Và vì sự thở ơ của Tâm dành cho cô Khiến cho cô muốn chinh phục và có được anh Sau bao lần tiếp cận nhưng đều bị Tâm từ chối thẳng thừng Cuối cùng Hoa đã tìm đến bà Thi Một bà thầy bùa mà cô đã từng được một người bạn giới thiệu cho mình trước đây Ngày đó vì muốn có được nhiều khách quay lại tìm kiếm mình Và để cạnh tranh với những người làm nghề giống mình mà Hoa đã nhờ bà Thi cho mình xin bùa dụ dỗ mê hoặc đàn ông. Cô đã xin bà Thi cho mình bùa yêu để khiến cho Tâm phải yêu cô và cưới cô làm vợ. Bà Thi đồng ý luyện bùa cho cô, nhưng bà cũng cho cô biết là nếu như muốn cho bùa có hiệu nghiệm và an toàn cho người sử dụng, là cô bắt buộc phải cưới được người cô bỏ bùa và phải chính thức ra mắt gia đình tiên tổ, người cô bỏ bùa trong vòng 3 năm. Nếu sau 3 năm cô không thực hiện được, thì bùa sẽ bị phản tác dụng và cô sẽ trở nên điên dại. Sau khi đã chiếm được trái tim của Tâm và năm lần bảy lượt cô suối Tâm về bỏ vợ để cưới mình, nhưng đã bị Tâm lần nữa hứa hẹn. Vì anh thực sự chưa tìm ra lý do để ly hôn với Thúy. Và một mặt anh biết là mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận cho anh bỏ Thúy mà cưới hoa. Thời gian cứ thế trôi qua cái hạn ba năm cũng cần đến mà Tâm vẫn chưa đạt động gì đến việc bỏ vợ. Cuối cùng Hoa lại tìm đến bà Thi xin thêm một bùa để hòng làm hại Thúy. Hôm đó cũng như mọi ngày, sau khi tan trở chiều, Thúy lại trở về nhà bằng con đường tắt đi qua cánh đồng, có đường tàu xe lửa chạy ngang qua. Dù con đường này khó đi, với lại phải chạy qua đường ray không có rào chắn, mỗi khi có tàu chạy qua nguy hiểm. Nhưng vì đường này giúp cho cô tiết kiệm được hơn hai cây số so với đường chính, nên Thúy thường chọn đường tắt để đi đi về về mỗi ngày đang đi gần đến đường ray sen lửa thì cô thấy có một người phụ nữ vẫy tay chặn cô lại để hỏi đường và người đó không ai khác chính là hoa sau khi hỏi han một số chuyện rồi hoa cũng cảm ơn cô để chuẩn bị lên đường lúc này thúy cũng chuẩn bị đi tiếp trong lúc thúy không để ý thì hoa đã lấy trong túi ra một gói bột được bà thi đưa cho trước đó và thổi thẳng vào mặt thúy thúy lúc này cứ như bị thôi miên không còn có thể làm chủ được bản thân mình nữa Cô hành động như một con robot bị hoa điều khiển. Cô cứ thế dắt chiếc xe máy của mình lên đường tàu, rồi cả người lớn xe cứ đứng bất động như trời trồng. Và rồi không cần phải đợi lâu, thì một đoàn tàu chạy qua, cán nát một số bộ phận trên người cô cùng với chiếc xe. Sau khi chứng kiến cảnh Thúy đã bị đoàn tàu cán chết, Hoa an tâm lên xe ra về lại thành phố. Những tưởng chừng Thúy chết, Hoa và Tâm sẽ đường đường chính chính về chung một nhà. Nhưng không ngờ cô lại bị bà hà ra sức ngăn cản và cô đã lên kế hoạch giết chết bà để cô có thể đoạt được mục đích của mình khi tâm nhận được tin hoa đã chết trong bệnh viện tâm thần cũng là lúc anh như người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua anh không hề hay biết vì trong thời gian bị hoa bỏ bùa anh hoàn toàn là một người khác này hoa đã chết thì bùa kia không còn có tác dụng nên tâm cũng đã được giải thoát nghe mọi người kể lại hết mọi sự tình anh đã sụp đổ hoàn toàn và để chuộc lỗi với mẹ và vợ tâm đã đón thằng tý về và ở vậy một mình nuôi thằng tý khôn lớn bù đắp lại cho nó những tổn thương mất mát nó đã phải chịu còn bé na thì sau đó đã được bố mẹ hoa đón về nuôi thỉnh thoảng ngày nghỉ hay lễ tết tâm đón về nhà chơi cùng thằng tý vì dù sao trong những chuyện đã xảy ra đều là do lỗi của hoa còn bé na và bố mẹ cô không có lỗi lại nói về bà Thi sau khi oan hồn của bà Hà và Thúy được giải thoát Thì họ đã tìm đến tận nhà bà để trả thù Cũng như Hoa Người ta phát hiện bà chết trong tư thế treo cổ tự tử trong tư gia của mình Dù trước đó khoảng 2 tiếng đồng hồ sau Bữa cơm tối Bà và mọi người trong gia đình của bà cùng nhau ngồi xem phim Lại nói về bà Thi Sau khi oan hồn của bà Hà và Thúy được giải thoát Thì họ đã tìm đến tận nhà bà để trả thù Cũng như Hoa người ta phát hiện bà chết trong tư thế treo cổ tự tử trong tư gia của mình. Dù trước đó khoảng 2 tiếng đồng hồ sau bữa cơm tối, bà và mọi người trong gia đình của bà cùng nhau ngồi xem phim. Sau đó ai về phòng người đó để đi ngủ. Đang nằm ngủ cùng chồng thì bà ngồi dậy mở cửa phòng đi ra ngoài. Vì nghĩ là vợ mình buồn đi vệ sinh nên chồng bà không hỏi mà vẫn tiếp tục nằm ngủ. Nằm được một lúc lâu mà không thấy vợ trở vào đi ngủ nên ông mới ngồi dậy đi ra ngoài tìm vợ vì sợ bà đêm hôm có chuyện gì xảy ra. Tìm khắp trong nhà và nhà vệ sinh mà không thấy vợ đâu. Lại nghĩ chắc là vợ mình đi ra căn phòng bà dùng để làm tránh điện, nơi bà làm lễ hay tiếp khách mỗi khi họ tìm đến bà và cũng là nơi bà luyện bùa ngại của mình. Căn phòng này thường thì người nhà của bà ít khi lai vãng đến nơi. Nghĩ vậy nên ông tính quay trở về giường để tiếp tục đi ngủ. Thế nhưng, khi vừa mới đặt lưng nằm xuống thì như có linh tính về một điều chẳng lành nên ông lại đứng dậy và đi ra căn phòng chính điện để tìm bà khi vừa ra đến nơi ông như đã chết chân tại chỗ miệng ông cứ ú ớ không phát ra lời phải mất một lúc ông mới có thể chi hô cầu cứu vì trước mặt ông lúc này là hình ảnh bà thi đang treo lủng lặng ngay giữa căn phòng bằng một sợi dây thỏng lọng treo từ trên xà nhà xuống nhưng điều kỳ lạ là căn nhà này ông bà xây theo lối kiến trúc xưa nên rất cao. Nhưng không hiểu sao bà Thi lại có thể tự mình treo dây thòng lọng vào đó được. Xung quanh điện thờ đã bị đổ vỡ tan hoang, giống như ở đây vừa mới xảy ra một cuộc ẩu đả long trời lở đất. Thế nhưng mọi người ở trong nhà lại không hề hay biết gì. Trong phòng lúc này tỏa ra một mùi hôi thối nồng nặc khó chịu, do cơ thể của bà cũng đang trong quá trình phân hủy nặng, và dòi bọ đang bỏ lúc nhúc rơi ra cả bên ngoài và rơi đầy xuống chỗ bà chết. Lúc này trong nhà bà Thi, mọi người đang hô hoán và cùng nhau để đưa thi thể của bà xuống. Những tiếng khóc nghe náo lòng cũng đã vang lên, bao phủ xuống ngôi nhà một màu tăng tóc ảm đạm. Thế nhưng ở ngoài kia, tiếng gió rít qua kẽ lá nghe xào xạc, hòa lẫn vào đó là tiếng cười quỷ dị và tiếng của đòn roi xé gió nghe chát chúa. Tiếng khóc lóc van xin cứ thế vang lên, nghe rợn người. Còn về phần ông thầy quý, ông cũng có một cái kết cũng không khác gì hai người kia. Và một đêm nọ khi ông đang ngồi luyện pháp ngoài sân, bên cạnh đó là một cái bàn lễ đã được ông bày ra sẵn chờ đợi. Với những hình nhân bằng giấy được ông xếp xung quanh bàn lễ. Bên cạnh nơi ông ngồi là một thanh kiếm gỗ đào. Bởi sáng nay khi bấm quẻ cho mình, ông đã biết trước được chuyện gì đã xảy ra và cũng biết rõ tối nay quỷ hồn của mẹ con bà Hà sẽ đến tìm mình. Vì vậy nên ông đã chuẩn bị trận pháp để đối phó với hai quỷ hồn đang ngồi thì tiếng chuông nhỏ ông treo trước cửa khẽ lắc lư Rồi vang lên thành tiếng Kèm theo đó là một chàng cười ma mị Vang lên cùng với giọng nói như từ âm ti địa ngục vọng về Khiến cho ông có phần lo sợ Chào ông thầy Pháp nửa mùa Ông còn nhớ mẹ con tôi chứ Ồ Hình như ông đã biết hôm nay mẹ con tôi đến Nên đã có sự chuẩn bị đón tiếp không hề nhẹ Cảm ơn vì sự hiếu khách đó của ông Nói rồi Cả hai hồn quỷ lại phá lên một tràng cười Nghe nổi cả da gà da vịt Ông quý lúc này mới từ từ mở mắt ra Và đập vào mắt ông lúc này Là hình ảnh của hai con quỷ Với đôi mắt đỏ rực như lửa Miệng cười toát hoác đến tận mang tay Để lộ ra những cái răng nanh dài Với cái lưỡi dài ngoằng Đang lẻ ra gần sát mặt ông từ miệng chảy ra những dịch nhầy hôi tanh hai bàn tay với những bộ móng bớt dài và nhọn đang khua qua khua lại trước mặt ông như thể đang muốn cào xé khuôn mặt và cơ thể của ông ra thành trăm mảnh lúc này ông quý mới lên tiếng nói các người đã được giải thoát rồi sao còn mau xuống địa phủ khai báo để sớm ngày đi đầu thai mà lại tìm đến đây làm gì ta đã từng chấn yểm được các ngươi một lần thì ắt hẳn sẽ có lần thứ hai hoặc tệ hơn nữa là có khi các người còn bị ta đánh cho hồn phi phách tán, thì vĩnh viễn không bao giờ có thể đi đầu thai được nữa. Khá khen cho nhà người đến giờ này rồi mà vẫn còn nói cứng được. Vậy thì để chúng ta cho người thấy sự lợi hại của mẹ con ta như thế nào nhé. Nói rồi, hai quỷ hồn nhằm hướng ông Quý ngồi mà lao thẳng tới. Lúc này ông Quý cũng nhanh chóng đưa hai tay bắt hình chữ thập, đọc những câu thần chú. Sau đó ông cầm thanh kiếm gỗ đào lên dùng tay mít dọc lưỡi kiếm rồi tung hẳn thanh kiếm lên cao lúc này quanh thanh kiếm là những luồng ánh sáng phát lên những luồng ánh sáng liên kết với nhau tạo thành một cây kiếm gỗ rất lớn đang phát ra một ánh sáng đến chói cả mắt ngay sau đó ông quý hô lên một tiếng lớn chiến ngay lập tức thanh kiếm lao thẳng tới hai quỷ hồn bị phản công bất ngờ khiến cho quỷ hồn của mẹ con thúy bị thanh kiếm đánh bật về phía sau Thấy vậy ông quý nhân cơ hội đó mà hô lớn một câu Xuất Ngay tức thì Thanh kiếm lớn kia bỗng biến thành hàng ngàn thanh kiếm nhỏ Lao về phía hai quỷ hồn Như lấy lại được bình tĩnh Hai quỷ hồn cũng vung tay xuất chiêu Từ những cánh tay của quỷ hồn khi xuất chiêu Tung ra hàng ngàn móng vuốt sắc nhọn Lao về phía những thanh kiếm mà chém mà cắt Cảnh tượng diễn ra nhìn giống như là một cảnh đấu kiếm của các anh hùng kiếm hiệp trong các phim cổ trang của trung quốc đánh chém được một lúc thì những thanh kiếm gỗ đào của ông quý cũng bị những móng vuốt của hai quỷ hồn chém gãy rơi xuống đất rồi tan biến hỏa lẫn vào không khí thấy vậy ông thầy quý mới đưa ngón tay trò của mình bỏ lên miệng mà cắn một miếng máu từ đầu ngón tay của ông bắt đầu chảy ra cũng là lúc ông khua qua khuôn lại vẽ vẽ cái gì đó giống như người ta đang múa cò trên những lá bùa ông chuẩn bị sẵn rồi ông lại hô to xuất tức thì những lá bùa đó bay lên bao quanh người ông tạo thành một vòng tròn lửa sau đó sau một cái chỉ tay của ông những lá bùa biến thành hàng ngàn lá bùa lửa bay thẳng về phía hai hồn quỷ thấy vậy hai hồn quỷ gầm lên và lao thẳng về phía trước rồi vừa phun lửa ra để đốt những lá bùa lại vừa tung ra những móng vuốt để cắt xé những lá bùa và tấn công ông quý khi những lá bùa bị đốt cháy hết Cũng là lúc ông Quý bị dính trưởng của mẹ con quỷ hồn Máu từ trong miệng ông bắt đầu chảy ra Ông nói Khá khen cho mẹ con quỷ hồn nhà ngươi Chưa có bao lâu và pháp thuật của các người quả không có tội Ta đã có phần sơ suất đánh giá nhẹ các người Nghe vậy quỷ hồn của bà Hà lúc này mới lên tiếng Mày là một thầy Pháp mà lại không có pháp hạnh đáng lý ra mày phải giúp người giúp đời, cố giúp lương dân. Thế nhưng, mày lại đi ngược lại với điều đó. Mẹ con tao với mày không thủ không oán, tại sao mày lại tiếp tay cho con mụ đàn bà khốn nạn kia mà phong ấn linh hồn của mẹ con ta? Người nói thử xem. Nhà người có còn xứng danh là thầy Pháp nữa không hả? Hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo mà trừ khử một con quỷ đội lốt thầy Pháp như ngươi. Ấy ấy, các người nghĩ mình là ai mà có thể giết được ta Ta e là các người không có cửa đâu Đừng có mà đắc ý quá sớm như vậy chứ Nói đoạn Tay ông quý lại bắt thành hình chữ thập Miệng lẩm nhẩm đọc những câu thần chú Sau đó Ông ta chỉ tay về phía cái bình đã được phong ấn Để trên bàn lễ từ nãy giờ mà hô lớn Mở Tức thì cái nắp bình bóng bật ra Cũng lúc đó Từ trong bình bay ra những làn khói mỏng bay lợn vợn quanh ông quý và bản lễ cả khoảng sân lúc này vang lên những tiếng cầm cừ la hét ông quý lúc này mới đưa tay chỉ về phía những hình nhân bằng giấy mà hô lớn nhấp ông vừa dứt câu thì những làn khói mỏng kia bay thẳng về phía những con hình nhân lúc này những con hình nhân bỗng đứng phát dậy và đồng loạt lên tiếng với cái giọng ồm ồm trộn lẫn với cầm cừ thưa chủ nhân chúng tôi đã sẵn sàng xin đợi lệnh của ngài thiên binh thiên tướng vong hồn giã quỷ khắc khắc nghe lục lệnh xuất câu khẩu lệnh của ông quý vừa dứt thì những hình nhân bằng giấy như biến thành những con người sắt nhằm hướng hai quỷ hồn mà lao tới hai bên cứ thế mà lao vào cấu xé lẫn nhau ở bên này ông quý vẫn chắp tay chữ thập miệng thì lẩm nhẩm đọc những câu thần chú để sai khiến đám âm binh của mình đánh được một lúc thì quỷ hồn của thúy như bị phát hiện ra điều gì đó Cô liền quay phát sang phía bản lễ Nhằm vào cái bình Dùng để chứa âm binh của ông quý mà ra đòn Chọn Chúng đòn của quỷ hồn Cái bình bóng bể tan tành Lúc này những con hình nhân bằng giấy Bóng đứng im Không còn tấn công hai quỷ hồn nữa Thấy vậy Ông quý lúc này mới làm pháp Và chỉ thẳng tay về phía những hình nhân và lên tiếng Các người Màu đánh bay hồn phách của bọn chúng cho ta Nếu thắng ta sẽ tiếp đái các người hậu hính còn nếu không Thì ta e rằng hồn phách của các người cũng khó mà giữ được Nghe vậy đám hình nhân kia lại quay sang phía hai quỷ hồn Tính tấn công Thì quỷ hồn của Thúy lúc này mới lên tiếng dẫn dụ bọn chúng Các người là những oan hồn đã bị lão giả kia bắt về giam giữ Và biến các người thành những tên tay sai cho lão sai khiến Hôm nay ta đã giải thoát cho các người Các người hãy mau rời khỏi nơi này sớm về địa phủ để cho Diêm Vương định công định tội để sớm ngày được đi đầu thai. Nếu còn ngoan cố ở lại đây để chịu sự sai khiến của lão ta, thì ta e rằng các người có mà giữ được hồn phách của mình. Vì dù gì, các người không phải là đối thủ của chúng ta. Nghe quỷ hồn của Thúy nói có lý, nên những âm binh của ông Quý cũng từ từ xuất ra khỏi những hình nhân, rồi biến thành những làn khói mỏng bay vào không khí mà rời đi. Nhưng trước khi rời đi, họ cũng không quên gửi lời cảm ơn mẹ con thúy ông quý bây giờ biết mình đã không còn là đối thủ của hai quỷ hồn kia nữa nên mới buông ra một câu ta không ngờ bao năm ta chửi yêu diệt ma làm điều thiện có điều ác có nhưng không ngờ lần này ta lại thất bại dưới tay của hai con quỷ các người nhưng dù sao thì ta vẫn không hối hận về những gì mình đã làm người nghĩ tội ác của các người làm sẽ không có ai biết hay sao người nên nhớ tội ác các ngươi gây ra Thì trời không dung, đất không tha Hôm nay đã là ngày nhà ngươi phải trả giá những gì mình đã làm Nói rồi, hai quỷ hồn của Thúy và bà Hà Cứ thế mà lao vào cắn xé Họ dùng những móng vuốt sắc nhọn đâm vào cơ thể ông Khiến cho ông ta đau đớn mà van xin Nhưng chưa dừng lại ở đó Quỷ hồn bà Hà còn dùng tay Móc hai con mắt của ông Quý ra ngoài Để lộ hai cái hốc mắt sâu đen ngòm Máu cũng từ đó mà trào ra ngoài Ông Quý hét lên một cách đau đớn Thấy vậy quỷ hồn bà Hà mới cầm lấy cái lưỡi của ông Giật phăng ra ngoài Cuống họng và ruột cũng vì thế mà bị lôi ra theo Khiến chồng Quý chết ngay tại chỗ Họa lẫn với tiếng gió và tiếng xào xạc của lá rừng Là tiếng cười quỷ dị của mẹ con Thúy Khiến cho cảnh tượng nơi đây được bao trùm một màu chết chóc Khoảng một tuần sau đó ở khu vực nhà ông Quý đã bị một mùi hôi thối nồng nặc bay lên, khiến cho những người dân ở xung quanh đó chịu không nổi, và họ nghĩ chắc là có con thú rừng hay con chuột chết gần đó gây ô nhiễm không khí nên mới hùa nhau tản ra đi tìm. Nhưng họ tìm mãi mà không thấy, sau đó có một vài người phát hiện ra cái mùi hôi thối đó phát ra từ nhà ông quý nên họ mới vào nhà gọi nhờ ông giúp đỡ tìm kiếm. Thế nhưng, khi họ vừa mới bước chân vào đến cửa thì đã phải chạy vội ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo Miệng ai nấy đều không nói nên lời Vì bây giờ ở trong sân Thi thể của ông Quý đang phân hủy Rồi bọ bỏ khắp nơi trên thi thể Và cả sân Khuôn mặt và cơ thể ông có nhiều chỗ bị dòi bọ ăn Còn chờ mỗi xương biến dạng Hai hốc mắt chứa đầy dòi bọ, Bỏ lúc nhúc Lưỡi và cuốn họng bị kéo ra ngoài Cũng đang bị phân hủy Khiến cho những người chứng kiến không dám nại gần Vì quá sợ hãi vì ông Quý chỉ sống một thân một mình Không vợ không con Nên những người dân trong bản mới xuống nhau lại Để chôn cất ông Vì không thể để cái xác của ông ở đó như vậy mãi được Và căn nhà của ông cũng bỏ hoang từ đó Không ai dám bén mảng tới gần Chứ không nói đến chuyện ở Vì theo lời những người ở đó cho biết Thỉnh thoảng vào ban đêm Người ta còn nghe thấy những tiếng cười Hỏa lẫn với những tiếng khóc lóc cầu xin Tiếng roi vụt vang lên trong căn nhà của ông Quý Còn có những đêm trăng mờ Người ta còn nhìn thấy ở ngay trước sân nhà ông Quý Có hai con quỷ với hai mắt đỏ như lửa Miệng phát ra những chàng cười đầy quỷ dị Đang bay lơ lửng trên không Tay cầm hai cái roi da dài Đang vụt xuống những đòn ro Đào đớn xuống ba vòng hồn một đàn ông Và hai phụ nữ Đang quỷ mọp dưới đất khóc lóc van xin Và người ta dễ dàng nhận ra Người đàn ông đang quỷ khóc kia Chính là ông Quý Ồ, oh. Đây cũng là cái kết của những kẻ Đã từng gây ra tội ác Này phải chịu sự trừng phạt Quý vị thân mến Chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay Của tác giả Cao Hải Yến Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này Thì hãy bình luận cho Thuận Và ekip được biết nhé Cảm ơn tất cả quý vị Một câu chuyện mà Thuận thấy rất là hấp dẫn Và tác giả Cao Hải Yến là lần đầu tiên Hợp tác với kênh Người dẫn Đường Quay Âm Và ngoài bút này liệu có làm hài lòng Tất cả quý vị hay không hãy để lại đánh giá và bình luận nhận xét nhé. Và cũng hy vọng rằng Cao Hải Yến sẽ có thật nhiều câu chuyện gửi tới cho kênh người dẫn đường quay âm để thay cho tác giả Thuận sẽ đọc truyện và gửi tới quý vị những câu chuyện thật hay, thật nhiều ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.